Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 24. Chậm rãi quay đầu. Nhìn mọi người có mặt, các người, còn có ai muốn giết tôi không? Không có. Toàn bộ những người bị ánh mắt của Diệp Bắc Minh nhìn lướt qua đều kinh sợ cúi đầu. Cho dù là Kim bà đứng phía sau Mộc Tuyết Tình, cũng ướt đẫm mồ hôi lưng, sát thần thật đáng sợ. Diệp Bắc Minh, cậu ta thực sự chỉ mới 20 mấy tuổi thôi ư? Nếu thực là vậy, thì chẳng phải là nghịch thiên sao? Đợi đã, nửa tháng trước, đế tinh rơi xuống. Một ngôi đế tinh mới lại mọc lên. Chẳng lẽ là cậu ta? Kim bà bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Suýt, hít một hơi khí lạnh. Nếu tin tức của nhà họ Phương truyền ra ngoài, sợ rằng không chỉ một người sẽ đoán ra chuyện này. Cút đi. Diệp Bắc Minh tùy tiện xua tay. Mọi người như được đặc xá, điên cuồng bỏ chạy khỏi nhà họ Phương. Trong ba hơi thở, tất cả đã biến mất. Nhà họ Phương chỉ còn lại mùi máu tanh khắp mặt đất. Diệp Bắc Minh cau mày, đi vào sâu trong nhà họ Diệp. Anh thả đám người đó. Thứ nhất, vì để bọn họ truyền tin ra ngoài, con trai của Diệp Thanh Lam đã trở về. Thứ hai, cảnh cáo những người từng truy sát mẹ anh năm đó, đây chính là kết cục của họ. Thứ ba, cho đám người đó kiêng sợ, ngay cả võ đế đỉnh phong mà anh cũng giết được, thì có thể tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết. Cùng lúc đó, có hai người đàn ông trung niên đứng trên đỉnh của một ngọn núi cách đó ngàn mét. Nhóc con, quả nhiên ác độc. Đúng thế, không uổng công dạy dỗ. Một người mặc vest đen kiểu Tây hút một điếu xì gà. Nhà khói nghi ngút. Một người còn lại đứng chắp hai tay sau lưng, thực vật xung quanh đều có thể cảm nhận được sát ý khủng bố bùng phát ra trên người ông ta. Dưới lòng bàn chân ngưng kết một lớp băng hàn. Nếu Diệp Bắc Minh có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hai người này. Chính là hai sư phụ của anh. Cha đỡ đầu. Vua tàn sát. Cha đỡ đầu nhẹ nhàng cười nói, vua tàn sát, cậu nhóc này hoàn toàn kế thừa được con đường tàn sát của ông đấy. Vua tàn sát cười vui vẻ, che già măng mọc. Bắc Minh có thành tựu như vậy, cũng coi như chúng ta đã hoàn thành lời hứa rồi phải không? Cha đỡ đầu dừng một chút, khẽ lắc đầu, vẫn chưa hoàn toàn. Chúng ta phải chứng kiến cậu ta trưởng thành hoàn toàn mới thôi. Với thực lực hiện giờ của cậu ta, Côn Luân Hư vẫn có người có thể uy hiếp được cậu ta. Vua tàn sát nhếch miệng cười, tôi xem ai dám. Thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Thông tin nhà họ Phương bị diệt môn được truyền đi với tốc độ nhanh nhất. Thành Côn Luân, thương hội nhà họ Ngô. Ngô Tố Hải và Ngô Khinh Diên đang nghĩ, Phương Ngọc Lâu chết ở thương hội nhà họ Ngô, bọn họ phải ăn nói thế nào với nhà họ Phương. Đột nhiên, một người giúp việc vội vàng xông vào, sắc mặt tái nhợt, ông Sáu, cô chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Có chuyện gì? Ngô Tố Hải cau mày. Người giúp việc đó lên tiếng, ông Sáu. Nửa tiếng trước, nhà họ Phương bị diệt rồi. Trong căn phòng tĩnh lặng như cái chết. Ngô Khinh Diên ôm chặt cái miệng nhỏ, cơ thể run lên, không cho mình kêu ra tiếng. Vẻ mặt Ngô Tố Hải đầy chấn hãi, tê dại ra đầu, kinh sợ hô lớn, ông nói cái gì? Nhà họ Phương bị diệt rồi. Làm sao có thể? Đó là nhà họ Phương đó. Nhà họ Phương bị diệt rồi. Rốt cuộc, chuyện là thế nào? Người giúp việc này tiếp tục nói, ông Sáu, không chỉ nhà họ Phương. Còn có hơn 100 võ giả thực lực hàng đầu và đám người kiếm si, kiếm quỷ, kiềm tì. Đám người Trần Thiên Khung, Kim Minh Đỉnh, Hàn Dịch Tài, Phùng Phi Hoàng bao vây tấn công sát thần Diệp Bắc Minh, tất cả bị giết rồi. Cả người Ngô Tố Hải ngẩn ngơ, trời ơi! Bọn họ đều là gia chủ của gia tộc hạng ba đấy. Ít nhất cũng là cảnh giới võ đế. Chết, chết hết rồi. Cơ thể mềm nhũn ngồi xuống ghế. Đầu óc kêu lên ù ù, giống như nằm mơ. Sau khi lục soát hồn phách, Diệp Bắc Minh đã biết được tất cả bí mật của lão tổ nhà họ Phương. Anh đi thẳng đến mật thất đóng chặt của lão tổ nhà họ Phương. Ấn vào nút cơ quan. Ầm ầm. Một cánh cửa ngầm phía sau giá sách bỗng mở ra. Diệp Bắc Minh vừa định đi vào trong. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, ai, dám xông vào trọng địa của Phần Thiên Tông. Là một người phụ nữ. Bóng đen tấn công đến, giống như chớp điện trong màn đêm. Soạt, một cây trường thương trực tiếp lao về phía vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tiện tay tóm về phía cây trường thương,
Bóng đen quát một tiếng, kẻ ngông cuồng, muốn chết hả? Diệp Bắc Minh lại tóm chặt trường thương, bóng đen không thể tiến thêm một bước. Mày! Bóng đen kinh ngạc, muốn rút trường thương về, lại phát hiện dù thế nào cũng không làm được. Ầm ầm! Diệp Bắc Minh bước ra một bước, lôi ảnh trùng trùng. Lập tức xuất hiện phía trước người bóng đen, tung một chưởng lên lồng ngực của người phụ nữ đó. Bóng đen điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, kinh mạch toàn thân bị Diệp Bắc Minh đánh vỡ. Tiện tay ấn nút công tắc bên cạnh, cả thông đạo sáng trưng. Sắc mặt người phụ nữ đó tái nhợt, đôi mắt tràn đầy tia máu tanh đỏ, cậu đã phế võ công của tôi. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt lạnh lùng, cúi nhìn người phụ nữ đó, cô là người của Phần Thiên Tông. Ha ha! Người phụ nữ cười thảm một tiếng, nhà họ Phương không biết xấu hổ như vậy sao? Đã nói cho chúng tôi 3 năm, chúng tôi rèn đúc một thanh thần kiếm tuyệt thế cho ông ta. Còn chưa hết hạn, bây giờ đã muốn đuổi cùng giết tận Phần Thiên Tông chúng tôi sao? Diệp Bắc Minh cao mày, chẳng phải Phần Thiên Tông liên thủ với nhà họ Phương ư? Ha ha! Người phụ nữ cười lạnh lùng với vẻ mặt ghê tởm, được rồi, đừng giả bộ nữa. Tôi biết cậu là người của nhà họ Phương, đừng hòng lừa được bí mật thuật rèn đúc của Phần Thiên Tông tôi. Muốn dê thì giết, đừng nhiều lời. Diệp Bắc Minh cười thú vị, người của nhà họ Phương đều bị tôi đuổi cùng giết tận rồi, cô cảm thấy tôi là người của nhà họ Phương. Cậu nói cái gì, người của nhà họ Phương đều bị cậu đuổi cùng giết tận. Đôi mắt của người phụ nữ co lại, cơ thể run lên. Cô ta nghi ngờ nhìn Diệp Bắc Minh, trên người kẻ này bao trùm sát ý ngút trời. Trong đôi mắt mang theo vẻ coi khinh sinh mạng. Không giống như đang nói dối. Một lát sau, cô ta chấn hãi hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Cậu là ai? Người phụ nữ còn tự hỏi mình. Diệp Bắc Minh lắc đầu, thôi bỏ đi, phí thời gian của tôi. Trực tiếp lục soạt hồn phách thì hơn. Bù! Huyết hồn chú! Một luồng huyết ảnh xông ra từ trong cơ thể anh. Bao phủ cô gái ấy. Chỉ chớp mắt. Thân thể cô ta run rẩy kịch liệt, con người kịch liệt co rút. Trước mắt cô ta hiện lên cảnh tượng thây sơn biển máu như địa ngục. Anh bạn này, xin hãy dừng tay. Đột nhiên, một giọng nói gấp gáp truyền đến. Một đám người xuất hiện. Là người của Phần Thiên Tông. Diệp Bắc Minh tạm dừng siêu hồn. Người đàn ông trung niên vừa mở miệng nhìn cô gái kia, Tương Nhi, con không sao chứ? Y Nam Tương sợ hãi đáp bố. Anh ta đánh gãy gân mạch toàn thân rồi phế đi võ công của con. Mặc dù vẫn chưa hoàn thành siêu hồn, nhưng tình cảnh vừa rồi thực sự hù dọa cô ta. Người đàn ông trung niên kiêng kỵ nhìn Diệp Bắc Minh, vị tiền bối này, tôi tên là Y Thượng Khôn, người bị cậu đả thương là con gái của tôi, Y Nam Tương. Những lời vừa rồi tôi đều đã nghe được, cậu thật sự giết tất cả mọi người của nhà họ Phương. Diệp Bắc Minh đáp đúng một chữ, đúng. Anh cảm thấy chuyện Phần Thiên Tông có điểm đáng ngờ. Quả nhiên, anh vừa dứt lời. Những người của Phần Thiên Tông đồng loạt quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời cười to. Trời xanh có mắt. Nhà họ Phương cuối cùng đã bị diệt. Ha 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 ha, quá tốt rồi. Hu hu hu, tổ tiên Phần Thiên Tông trên trời có linh thiêng. Diệp Bắc Minh nhìn mấy người của Phần Thiên Tông, các ông có thù với nhà họ Phương. Y Thượng Khôn gật đầu, không chỉ là thù. Mà là thù sâu như biển. Sự hủy diệt của Phần Thiên Tông chúng tôi có thể nói là do một tay nhà họ Phương tạo thành. Nhà họ Phương mơ ước thuật rèn đúc vô thượng của Phần Thiên Tông, bọn họ bịa đặt tin Phần Thiên Tông sắp có một thanh thần kiếm giáng thế. Tin này dẫn tới vô số thế lực ra tay, hủy diệt truyền thừa của Phần Thiên Tông. Về sau, bọn họ còn giam giữ một đám đúc kiếm sư cao cấp của Phần Thiên Tông sâu dưới lòng đất nhà họ Phương. Mấy chục năm gần đây, gần như tất cả vũ khí của nhà họ Phương đều xuất từ tay Phần Thiên Tông chúng tôi. Nhà họ Phương tự xưng là gia tộc đúc kiếm, trên thực tế hầu hết phương pháp đúc kiếm của bọn họ đều do cướp đoạt từ thế lực khác. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Vừa rồi anh siêu hồn lão tổ nhà họ Phương chỉ tìm được tin tức quan trọng. Lại bỏ sót những thông tin này. Có điều, Phần Thiên Tông như thế nào, Diệp Bắc Minh không có hứng thú, tôi không hề có hứng thú với cảnh ngộ của Phần Thiên Tông. Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện, có phải Phần Thiên Tông mấy người ăn trộm ngọc tỷ truyền quốc của Long Quốc giới phàm tục không? Anh vừa dứt lời. Tất cả mọi người Phần Thiên Tông đều sững sờ. Y Thượng Khôn trừng mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh cậu. Cậu là người giới phàm tục.
Diệp Bắc Minh trầm giọng, điều này có liên quan đến vấn đề tôi đang hỏi sao? Anh rất ghét người khác hỏi mình, được rồi, thật phiền, vẫn nên siêu hồn đi. Chờ một chút. Y Thượng Khôn giật nảy mình, ngọc tỷ truyền quốc của Long Quốc không phải do Phần Thiên Tông trộm lấy, mà là tổ tiên Long Quốc nhờ Phần Thiên Tông chúng tôi bảo quản. Cái gì? Diệp Bắc Minh không ngờ tới, ánh mắt trầm xuống, đã xảy ra chuyện gì? Y Thượng Khôn nghiêm mặt, xem ra cậu thật sự đến từ giới phàm tục, vậy không sai được. Hơn ngàn năm trước, giới phàm tục rơi vào loạn lạc, vận mệnh quốc gia Long Quốc bị hao tổn. Gần như rơi vào tình trạng mất nước, vừa khéo lúc đó người Phần Thiên Tông đang ở giới phàm tục. Vì phòng ngừa Ngọc Tỷ Truyền Quốc rơi vào tay người ngoài, một người con cháu Hoàng Thất đã giao Ngọc Tỷ Truyền Quốc cho Phần Thiên Tông tôi bảo quản, Phần Thiên Tông cũng mang vật này về địa bàn Côn Luân. Diệp Bắc Minh gần như không thể tin được. Còn có chuyện này. Nếu như chuyện này là thật, chẳng phải là Phần Thiên Tông có ơn với Long Quốc. Một giây sau, Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không quá tin tưởng, vẫn nên siêu hồn thì hơn. Mọi người Phần Thiên Tông giật nảy mình. Tông chủ, người trẻ tuổi, Phần Thiên Tông chúng tôi giúp các người, cậu không lẽ muốn lấy oán trả ơn? Có người hỏi lại. Diệp Bắc Minh lạnh mặt, chính bởi vì Phần Thiên Tông có lẽ đã từng giúp Long Quốc. Nên tôi cho mấy người cơ hội giải thích, nếu không tôi đã trực tiếp siêu hồn. Cậu, đám người Phần Thiên Tông giận dữ. Y Thượng Khôn khẽ quát một tiếng, được rồi, mọi người đều im lặng đi. Ông ta nhìn về phía Diệp Bắc Minh, tiền bối, cậu bắt đầu đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Ông ta cắn răng bước lên trước. Là một người đàn ông dũng cảm. Diệp Bắc Minh nhắc nhở một câu, trong lúc siêu hồn, nếu ông không phản kháng thì sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Nếu là phản kháng hết sức, nói không chừng sẽ trở nên ngớ ngẩn. Y Thượng Khôn gật đầu, buông tất cả đề phòng với Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cũng dứt khoát. Trực tiếp tiến hành siêu hồn Y Thượng Khôn. Anh tìm kiếm tung tích của Ngọc Tỷ Truyền Quốc trong biển ý thức, quả nhiên giống những gì Y Thượng Khôn nói. Thật sự có một con cháu Hoàng Thất chủ động giao cho Phần Thiên Tông. Như vậy không phải là đoạt. Phần Thiên Tông có ơn với Long Quốc. Diệp Bắc Minh lập tức dừng siêu hồn, nếu như vậy, giao Ngọc Tỷ Truyền Quốc ra đi. Ngoài khuôn mặt trắng bệch, Y Thượng Khôn không chịu ảnh hưởng nhiều, thật xin lỗi tiền bối, Ngọc Tỷ Truyền Quốc không ở trong tay chúng tôi. Ha ha! Diệp Bắc Minh cười lạnh. Trong chớp mắt, sát ý ngút trời trực tiếp bao phủ tất cả mọi người Phần Thiên Tông, các người cho rằng tôi dễ nói chuyện đúng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh đưa tay ra. Kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay. Một kiếm chém xuống. Y Thượng Khôn nhanh chóng nói hết lời, tiền bối, chậm đã. Sau khi Phần Thiên Tông bị hủy diệt, Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã bị Đế Quốc Thanh Long cướp đi. Lại là Đế Quốc Thanh Long. Kiếm Đoạn Long dừng lại trên đỉnh đầu mọi người Phần Thiên Tông. Y Thượng Khôn bị dọa đến toàn thân run rẩy, đúng vậy, chính là Đế Quốc Thanh Long. Diệp Bắc Minh thu hồi Kiếm Đoạn Long. Anh duỗi tay, mấy cây ngân châm chui vào trong thân thể Y Nam Tương. Cơ thể mềm mại của cô ta run lên. Gân mạch vốn nứt lìa bị sức mạnh nào đó nối liền, đây là... Vèo! Một viên đan dược bay tới, rơi xuống trong tay Y Nam Tương. Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh truyền đến, viên đan dược kia có thể chữa trị gân mạch của cô. Đây là... Hít hà! Y Nam Tương cúi đầu xem xét, hít một ngụm khí lạnh, bốn đường đan văn. Đây là đan dược thiên phẩm. Lúc cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, Diệp Bắc Minh đã không thấy bóng dáng. Anh vừa bước một chân ra khỏi mật thất. Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục liền truyền đến, nhóc, có nguy hiểm. Bốn phương tám hướng đều có người, tổng cộng hơn 100.000. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đông lại. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền hình ảnh trong bán kính 10 km vuông xung quanh nhà họ Phương vào trong đầu của anh. Một lá cờ thanh long lớn thình lình xuất hiện. Người của Đế Quốc Thanh Long. Hay ho đấy, biết tôi ở chỗ này nên phái quân đội đến vây quét sao? Khuôn mặt Diệp Bắc Minh tràn ngập sát ý. Anh biết nếu tin tức truyền đi, Đế Quốc Thanh Long nhất định sẽ đến giết mình. Nhưng, anh không ngờ lại đến nhanh như vậy. Đám người Phần Thiên Tông nghe thấy động tĩnh bên ngoài đều sôi nổi đi ra khỏi mật đạo, trông thấy nhà họ Phương đã nhuốm máu. Bên ngoài sớm đã bị quân đội của Đế Quốc Thanh Long vây chật như nêm cối. Hơn chục ngàn kỵ binh vây quanh nhà họ Phương,
dục ngựa lao nhanh. Tiếng trống trận truyền đến. Thùng, thùng, thùng. Trên bầu trời có số lượng lớn ma thú phi hành đã bị thuần phục đang bay quanh, chúng phát ra âm thanh như cú vỏ. Giờ phút này, cho dù là một con ruồi, cũng đừng hòng bay ra khỏi nhà họ Phương. Tại sao lại như vậy? Mọi người Phần Thiên Tông trắng mặt, sợ đến choáng váng. Lúc Phần Thiên Tông bị tiêu diệt cũng không xuất hiện trường hợp khủng bố như vậy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền âm, nhóc, có một người võ đế đỉnh phong, võ đế trung kỳ có 10 người. Còn lại, võ tôn, võ thánh có ít nhất hơn 100 người. Vừa dứt lời, gào giống, kiếm đoạn long tự bộc phát ra từng tiếng rồng ngâm. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long, nhẹ nhàng vuốt ve, ông bạn già, mày cũng sôi trào rồi đúng không? Hôm nay, mày hãy cùng tao giết 100.000 tên địch, đưa tặng Diêm Vương một món quà lớn. Không biết địa phủ có thể chứa được 100.000 quỷ hồn này không? Cùng lúc đó, đám người Mộc Tuyết Tình, Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y đều chưa rời đi. Không chỉ bọn họ, còn có mấy chục ngàn người thu võ khác. Tất cả đều rơi xuống. Đứng trên chỗ cao quan sát. 100.000 quân đội của đế quốc Thanh Long đã gần đến, dù sát thần Diệp Bắc Phong có nghịch thiên cũng sẽ ngã xuống chứ. Lần này đế quốc Thanh Long thật sự quyết tâm, phái hẳn 100.000 quân đội tới giết Diệp Bắc Phong. Hôm nay, dù Diệp Bắc Phong có chết cũng chết trong kiêu ngạo. Vô số người nghị luận. Nụ cười trên gương mặt Mộc Tuyết Tình sớm đã biến mất. Thân thể mềm mại run lên. Đằng trước, 100.000 quân đội vây quanh nhà họ Phương, khí thế túc sát kinh khủng kia khiến cô gần như muốn ngất. Cùng thời gian, một người đàn ông mặc chiến giáp đứng trên một đồi núi nhỏ, nhìn về nhà họ Phương đằng trước. Người này chính là đại tướng quân của đế quốc Thanh Long, Từ Chiến. Võ đế đỉnh phong. Ông ta còn là cậu ruột của Thái tử Tô Lăng Vân. Tô Lăng Vân vốn sẽ là hoàng đế tương lai của đế quốc Thanh Long. Đáng tiếc, hết thảy đều bị Diệp Bắc Phong làm hỏng. Giờ phút này, trong con người Từ Chiến là sự lạnh lẽo chưa từng có trước đó. Ngoài Từ Chiến ra, còn có 10 vị chiến tướng vây xung quanh, ai nấy đều nghiêm mặt. Đại tướng quân, Diệp Bắc Phong kia đang ở nhà họ Phương. Có người nhìn chằm chằm vào nhà họ Phương, Diệp Bắc Phong vẫn chưa rời khỏi đây. Diệp Bắc Phong tuyệt đối đang ở trong nhà họ Phương, kẻ này dám giết Thái tử đế quốc Thanh Long chúng ta, tội đáng chết ngàn lần. Đại tướng quân, tiểu đoàn tiên phong đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại tướng quân, tiểu đoàn tiến công đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại tướng quân, tiểu đoàn bắn tên đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại tướng quân, tiểu đoàn vũ khí phụ ma đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại tướng quân, tiểu đoàn ma thú đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại tướng quân, toàn bộ 10 vị chiến tướng đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Giọng nói lạnh lẽo của Từ Chiến vang lên, truyền lệnh của bản tướng quân. Ông ta còn chưa dứt lời, đằng trước đã xuất hiện một cột sáng màu máu chém xuống đội quân. Sau đó, âm thanh thảm thiết của các tướng sĩ truyền đến. A, à, chỗ cửa lớn nhà họ Phương, một đạo kiếm khí khủng bố chém thẳng vào giữa đội quân 100.000 người, mấy trăm người trong nháy mắt chết không nhắm mắt. Giờ phút này, một khoảng trời như đang cháy lên, nó bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Lính trinh sát cưỡi ngựa chạy đến, đại tướng quân, Diệp Bắc Phong kia hình như muốn phá vây. Từ Chiến nhướng mày, tên kia có bao nhiêu người? Chỉ có một người. Lính trinh sát nuốt nước miếng. Hít hà. 10 vị chiến tướng võ đế trung kỳ dưới trướng Từ Chiến sôi nổi hít ngược một ngụm khí lạnh. Chợt. Ha 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 ha. Sát thần. Diệp Bắc Phong, ha ha ha, ta thấy tên đó là Diệp Bắc Điên sao thì có. Điên điên khùng khùng, sao điên phâng, và phong phâng, đồng âm trong tiếng Trung. Quả là một tên ngu xuẩn, muốn một mình phá vòng vây của 100.000 quân đội từ bên trong. Đại tướng quân là chiến thần đứng đầu đế quốc Thanh Long, Diệp Bắc Phong muốn phá vây. Nằm mơ đi, 10 vị chiến tướng đồng loạt cười nhạo. Từ Chiến lạnh như băng hạ lệnh, ngăn cản Diệp Bắc Phong phá vây. Rõ. Lính trinh sát quay đầu, hét lớn với lính liên lạc, đại tướng quân có lệnh, ngăn cản Diệp Bắc Phong phá vây. Một giây sau, mấy chục tướng sĩ đồng thanh la lớn, đại tướng quân có lệnh, ngăn cản Diệp Bắc Phong phá vây. Càng ngày càng nhiều tướng sĩ cùng nhau hét lên. Tiếng gầm ngập trời, như sóng thần đang sôi trào.
Âm thanh đó cũng truyền vào tai Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhe răng cười, phá vây. Ai nói ông đây muốn phá vòng vây? Đế quốc Thanh Long đuổi giết mẹ của tao, cướp đi sư tỷ của tao. Còn cướp đi cả ngọc tỷ truyền quốc Long Quốc. Giờ còn phái 100.000 quân đội đến vây giết tao. Ông đây muốn giết toàn bộ chúng mày. Khoảnh khắc này, Diệp Bắc Minh giống như một cái cối xay thịt, lửa giận trong con ngươi thiêu đốt hừng hực. Anh phóng thích toàn bộ cơn giận ra ngoài. Một kiếm quét ngang. Phụt. Mấy trăm tên lính đứng phía trước bị một kiếm của anh chém thành bãi máu, bị kiếm đoạn long hấp thu. Kiếm đoạn long rung lên, uống no máu tươi. Bầu trời bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu máu. Xoẹt xoẹt. Diệp Bắc Minh chém vào trong đám người, máu thịt bay tung tóe, lại có thêm mấy trăm người bị anh chém thành bãi máu. Đáng chết. Tên Diệp Bắc Phong này sao lại mạnh thế được? Để tiểu đoàn ma thú tiến lên, giẫm chết tên kia, vô số binh sĩ gào thét, nhanh chóng lùi về phía xa. Gào giống. Một tiếng gào thét đầy tức giận truyền đến, một đám kỵ binh ma thú lao từ mặt bên đến. Tất cả ma thú đều được trang bị giáp sắt. Thiên quân vạn mã lao nhanh, bao vây về phía Diệp Bắc Minh, chuẩn bị giẫm anh thành thịt nát. Hai tay Diệp Bắc Minh cầm kiếm. Quát lên một tiếng lớn, đồ long kinh lôi chảm. Đồ long chảm cộng kinh lôi chảm cộng thương long kình. Ầm ầm. Huyết khí trên thân kiếm đoạn long lập tức bộc phát ra. Chợt thấy một con rồng máu được sấm sét bao phủ xông ra, hung hăng lao về phía tiểu đoàn ma thú. Ầm. Từng đám xương máu nổ tung, mấy ngàn binh sĩ tiểu đoàn ma thú bị một kiếm này xóa sổ. Trên mặt đất xuất hiện một cái khe kinh khủng, máu tươi tràn vào trong đó hóa thành một dòng sông máu. Này! Trời! Từ chiến và 10 chiến tướng đồng loạt hít hà. Toàn bộ chiến trường rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ. Thời gian như thể cũng ngừng lại. Sao lại như vậy? Tiểu đoàn ma thú bị một kiếm xóa sạch. Rất nhiều tướng sĩ gào giống, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Không có khả năng, sát thần, cậu ta thật sự là sát thần. Một vài binh sĩ đã sợ choáng váng. Dù sĩ khí có cao đến mấy. Tận mắt thấy cảnh tượng khủng bố như vậy cũng phải bị hù chết thẳng cẳng. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long trong tay, lao vào trong đám người, tất cả đều xuống địa ngục đi. Tất cả chúng mày đều đáng chết. Giết chóc chỉ vừa mới bắt đầu. Tử thần cũng vừa mới giáng lâm. Giết, giết nó cho tao. Cùng nhau ra tay. Đột nhiên, tiểu đoàn vũ khí phụ ma xuất hiện, tổng cộng hơn 300 người. Mỗi người đều cầm một thanh vũ khí phụ ma. Trên mỗi thanh vũ khí đều được nạm một viên tinh hạch ma thú cấp 3. Những binh lính này đều không có tu vi cao, chỉ tầm võ linh. Nhưng có vũ khí phụ ma cấp 3 toàn lực bùng nổ thêm vào, có thể sánh với một kích của võ thánh sơ kỳ. Không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Diệp Bắc Phong. Một vị chiến tướng gào thét. Hơn 300 kiện vũ khí phụ ma đồng thời đánh tới, trong chớp mắt. Bầu trời bị chiếu sáng như ban ngày. Diệp Bắc Minh không sợ một tên võ thánh sơ kỳ, nhưng hơn 300 võ thánh sơ kỳ đồng thời ra tay, thần tới đều phải chết. Diệp Bắc Minh hét to, tháp càn khôn chấn ngục, thiêu đốt lực lượng của tôi. Giết chết 300 người này cho tôi. Trong đầu truyền đến hai chữ, có thể. Một giây sau, khí thế Diệp Bắc Minh đột nhiên cất cao, một đạo kiếm khí đỏ như máu lao ra từ kiếm đoạn long. Một kiếm này hao tổn 1/10 chân nguyên của anh. Công kích của tiểu đoàn vũ khí phụ ma thình lình bị hóa giải, khoảnh khắc bọn họ tiếp xúc với kiếm khí màu máu đều trực tiếp bị hòa tan. Trời ạ! Mộc Tuyết Tình đứng nơi xa xem cuộc chiến đến chết lặng, chỉ có thể hé miệng, không ngừng hít khí lạnh. Kim bà bà bên cạnh bị dọa đến toàn thân run rẩy. Con người già nua phản chiếu bầu trời nhuốm máu đỏ trên chiến trường. Đám lôi bằng. Mục Thừa, Tống Điệp Y đều bị dọa đến mềm chân. Này này! Đại tướng quân từ chiến lảo đảo, khuôn mặt trắng bệch, tại sao lại như vậy? Giết, giết Diệp Bắc Phong cho tôi. Một giây sau. Bù, bù, bù. Không trung bay tới vô số phá giáp tiễn, như mưa to rơi xuống trên người Diệp Bắc Minh. Đinh 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 đinh. Tia lửa văng khắp nơi. Tất cả đều bị bắn ngược ra. Cửu chuyển kim thân quyết tầng thứ hai. Đao thương bất nhập. Hít hà, chuyện gì xảy ra vậy? Phá giáp tiến có thể giết võ thánh, sao tên kia có thể không có việc gì? Đây còn chẳng phải một phá giáp tiến,
là mấy ngàn phát phá giáp tiễn. Những người bắn tên trên bầu trời kia đều tuyệt vọng. Diệp Bắc Minh dẫm chân. Thuật đằng không. Anh bay lên ngàn mét trên bầu trời, quát lớn, đồ long chảm. Giống giống. Một bóng đầu rồng màu máu xông lên hư không gào thét. Đám ma thú phi hành trên trời đều tưởng chân long giáng lâm, bị dọa đến bất tỉnh. Rơi từ ngàn mét trên không trung xuống đất, chúng đồng loạt bị ngã thành một đống thịt nát. Diệp Bắc Minh lao xuống, rơi vào trong đám người như một viên sao băng. Kiếm khí cuồn cuộn cuốn lên, âm thanh máu thịt bị xé nát truyền đến. Mỗi một kiếm đều mang đi tính mạng của hơn ngàn người. Sát thần giận dữ, máu chảy thành sông. Diệp Bắc Phong, mày dừng tay lại. Thằng chó, đây đều là quân tinh nhuệ của đế quốc Thanh Long, sao mày dám? Dừng tay, đáng chết, dừng tay cho tao. 10 vị chiến tướng gào thét, trong mắt tràn ngập tơ máu, cùng nhau đánh tới. Bọn họ cực kỳ giận dữ. Diệp Bắc Minh nở nụ cười lạnh lẽo thấm vào tận cốt tủy, chẳng phải chúng mày rất ngạo mạn sao? Muốn truy nã tao liền truy nã. Muốn đuổi giết mẹ tao liền đuổi giết. Lệnh truy nã còn tuyên bố đến tận giới phàm tục. Đế quốc Thanh Long chúng mày chẳng phải trâu bò lắm sao? Tất cả đều đi chết cho tao. Đồ long chảm, đồ long chảm, đồ long chảm. Diệp Bắc Minh phát điên, con người hiện lên vẻ khát máu. Mấy ngàn tướng sĩ của đế quốc Thanh Long bị kiếm khí xé xác. 10 chiến tướng xuất hiện ở trước người Diệp Bắc Minh, đừng nói nhảm cùng tên này, toàn lực giết chết kẻ này. Giết! 10 vị chiến tướng võ đế trung kỳ liên hợp, võ đế đỉnh phong tới đều phải ngậm bồ hòn. Diệp Bắc Minh nhe răng cười, tới thật đúng lúc, chúng mày. Chết đi! Tháp Càn Khôn chấn ngục động thủ, ngưng tụ 1/10 chân nguyên Diệp Bắc Minh. Nổ tung ầm ầm. Lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm, phạm vi 100 mét xung quanh hóa thành đất khô cằn nhuốm màu đỏ của máu. 10 chiến tướng thế mà bốc hơi. Ngay cả bãi máu cũng không lưu lại. A, à, các tướng sĩ còn sống mặt xám mày cho, rất nhiều bị dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bọn họ hoàn toàn mất tinh thần, tuyệt vọng chờ đợi tử thần thu hoạch tính mạng. Tử vong là kết cục duy nhất của bọn họ. Cảnh tượng trước mắt như đang nằm mơ. Một mình Diệp Bắc Phong giết vào trong đội quân 100.000 người. Trời ạ, đây là bộ đội của đại tướng quân từ chiến đế quốc Thanh Long. Một người đơn độc đối kháng với 100.000 quân đội. Còn gần như giết hết toàn bộ đội quân 100.000 người đó. Sát thần giận dữ, thây phơi 100.000. Sát thần, cậu ta thật sự là sát thần. Giờ phút này, vô số người bàng hoàng. Ai nấy đều cảm thấy máu như ngừng chảy, hô hấp tạm dừng. Nếu như lúc Diệp Bắc Minh giết thái tử đế quốc Thanh Long Tô Lăng Vân khiến địa bàn Côn Luân biết đến cái tên sát thần Diệp Bắc Phong, thì trận chiến ngày hôm nay, uy danh của sát thần Diệp Bắc Phong chắc chắn sẽ thổi quét toàn bộ địa bàn Côn Luân. Phần Thiên Tông Y Thượng Khôn kích động khoa tay múa chân, là cậu ta, quả nhiên là cậu ta. Chính là cậu ta. Chính là cậu ta. Y Nam Tương kinh ngạc, bố, sao vậy ạ? Tông chủ, ngài có sao không? Những người khác của Phần Thiên Tông tràn ngập lo lắng nhìn ông ta. Khuôn mặt Y Thượng Khôn đỏ bừng, kích động đến toàn thân run rẩy. Tổ tiên Phần Thiên Tông đã từng tính một quẻ, lần đó đã dùng hết toàn bộ khí vận của Phần Thiên Tông. Cũng sau lần đó, Phần Thiên Tông diệt tông. Đôi mắt Y Thượng Khôn nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh trong chiến trường. Bên kia sát khí ngập trời. Máu chảy thành sông. Phù phù phù. Y Thượng Khôn hít sâu một hơi. Ngưng trọng nói, lão tổ dùng hết số tuổi thọ còn lại tính một quẻ, có một người trẻ tuổi, chân đạp huyết long tới, dẫn dắt Phần Thiên Tông đi đến đỉnh cao. Cái gì? Mọi người Phần Thiên Tông sững sờ. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh xoay tròng mắt, phát hiện đại tướng quân từ chiến. Bóng sét trùng điệp, ầm ầm, một tiếng sầm rền vang lên, tia sét lao thẳng đến trước mặt từ chiến. Mày! Từ chiến tức giận đến gân xanh trên trán nổi lên, gầm thét, Diệp Bắc Phong, mày nghĩ rằng mày là ai? Trước mặt võ đế đỉnh phong, mày cũng dám giễu võ dương oai. Mày cho rằng tao giống loại rác rưởi lão tổ nhà họ Phương kia sao? Chết đi! Từ chiến gào thét dữ dội, đôi mắt dữ tợn tràn ngập tơ máu như muốn nổ tung. Một quyền đánh về phía lồng ngực Diệp Bắc Minh. Một cái tay khác rút ra bảo đao phụ ma tinh hạch ma thú cấp 6. Chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Ồn ào, quỳ xuống cho tao.
Diệp Bắc Minh hét to, duỗi tay nện về phía bả vai Từ Chiến. Anh lợi dụng tháp càn khôn chấn ngục, bộc phát lực lượng. Răng rắc, một tiếng vang giòn, bả vai Từ Chiến gãy vụn. Hoàn toàn không chịu nổi lực lượng sau bùng nổ của tháp càn khôn chấn ngục. Gân mạch toàn thân và đan điền nát bươm dưới một quyền này. Bảo đao trong tay ông ta rơi trên mặt đất, nắm đấm mất đi sức mạnh. Cả người ngã xuống, lăn lộn trên mặt đất như một con chó chết. Một quyền. Chỉ duy nhất một quyền mà thôi, thế mà phế đi một võ đế đỉnh phong như ông ta. Đôi mắt Từ Chiến như muốn nứt ra, khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, mày. Vừa rồi mày điều động chân nguyên. Không có khả năng, sao mày có thể có được chân nguyên? Trên võ thần mới có thể ngưng tụ chân nguyên, mày mới ở cảnh giới võ tôn thôi. Sao mày có chân nguyên được? Diệp Bắc Minh giẫm một chân lên đầu Từ Chiến, lạnh lẽo nhìn ông ta, không nên tôn thờ sự rốt nát của mình, cho rằng chuyện này không thể. Mang theo đội quân trăm ngàn người của mày xuống chỗ Diêm Vương điểm danh đi. Báo tên Diệp Bắc Minh tao. Đầu thai không cần xếp hàng. Từ Chiến nghe đến đây, con người kịch liệt co rút, Diệp Bắc Minh. Mày không phải tên là Diệp Bắc Phong. Chờ một chút, Diệp Bắc Minh, tên này, quả nhiên mày đến từ giới phàm tục. Ông ta tức giận gầm lên, Diệp Bắc Minh, mày dám giết tao, đế quốc Thanh Long sẽ không bỏ qua cho mày. Chẳng lẽ giới phàm tục chúng mày muốn diệt vong sao? Ông ta sắp chết đến nơi. Còn dám uy hiếp, còn dám ngạo mạn. Mắt vẫn còn cao hơn đỉnh đầu. Đôi mắt Diệp Bắc Minh kết băng, một đại tướng quân mà thôi, mày tính thứ gì? Dù có là hoàng đế đế quốc Thanh Long chúng mày, tao cũng giết không tha. Từ Chiến bị dọa đến run lẩy bẩy, linh hồn như bị dọa đến thoát xác mày. Mày sao dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế? Diệp Bắc Minh duỗi tay. Kiếm đoạn long chém xuống. Gọn gàng mà linh hoạt. Phụt. Đầu đại tướng quân đế quốc Thanh Long, Từ Chiến, lăn từ trên sườn núi xuống. Vèo. Diệp Bắc Minh bước lên một bước, nắm lấy đầu Từ Chiến, trực tiếp rời đi. Mà hướng anh rời đi chính là hướng đô thành của đế quốc Thanh Long. Sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi, đám người quan chiến ở nơi xa hoàn toàn chết lặng. Vô số người tu võ bị mồ hôi thấm ướt lưng. Lôi Bằng ngây người. Mục Thừa cũng ngây người. Đôi mắt đẹp của Tống Điệp Y suýt nữa nứt ra. Mộc Tuyết Tình run rẩy, gần như không đứng vững. Những người tu võ khác đều bị trấn trụ, mẹ nó, 100.000 quân đội đấy. Thế mà bị một mình sát thần giết chóc hầu như không còn. Đây không phải 100.000 người bình thường. Đây là 100.000 quân tinh nhuệ do đại tướng quân đế quốc Thanh Long dẫn đầu. 100.000 quân tinh nhuệ là khái niệm gì? Tương đương với thế lực bậc 2 có thể quét ngang địa bàn Côn Luân. Sát thần Diệp Bắc Phong một người giết đội quân trăm ngàn người, đánh chết đại tướng quân đế quốc Thanh Long. Mẹ ơi, Diệp Bắc Phong, về sau địa bàn Côn Luân ai dám trêu chọc cậu ta chứ? Ừng ực, vô số người tu võ nuốt nước miếng. Ngoài khiếp sợ ra cũng chỉ còn khiếp sợ. Bắt đầu từ hôm nay, danh tiếng sát thần chắc chắn sẽ vang dội khắp toàn bộ địa bàn Côn Luân. Những chuyện xảy ra ở nhà họ Phương nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Lúc này, thủ đô đế quốc Thanh Long, thành Thanh Long, Hoàng Cung. Lộc cộc, một con hãn huyết bảo mã xông vào cửa cung, binh sĩ trên ngựa giơ một hộp gấm lên cao, khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp, tất cả đều tránh ra. Người này cưỡi ngựa của đại tướng quân đế quốc Thanh Long. Dọc đường không ai dám cản. Binh sĩ vọt tới ngoài cửa lớn điện Kim Loan. Bi phẫn gào thét, bệ hạ, đại tướng quân chết trận, 100.000 quân đội toàn diệt. Triều chính chấn động. Điện Kim Loan đang bàn bạc việc nước lập tức hoàn toàn tĩnh lặng. Hoàng đế Thanh Long vỗ bàn đứng dậy, đôi mắt tràn ngập tơ máu, gào thét chuyện gì xảy ra, đại tướng quân của trẫm chết rồi. 100.000 quân đội toàn diệt. Binh sĩ xông vào điện Kim Loan quỳ trên mặt đất run rẩy nói, đại tướng quân dẫn dắt 100.000 quân đội vây giết Diệp Bắc Phong, thất bại. Đội quân 100.000 người, biến mất, điện Kim Loan sôi trào. Ông trời ơi, đại tướng quân chết trận. Nói hưu nói vượn, đại tướng quân là người anh dũng thiện chiến nhất đế quốc Thanh Long ta, sao có thể chết trận? Dưới trướng đại tướng quân còn có 100.000 quân, bọn họ phụng mệnh đi giết Diệp Bắc Phong, sao có thể bị diệt toàn bộ? Mày có biết, mê hoặc lòng quân, dao động triều chính là tội lớn, tru di chín tộc.
mấy chục đại thần gào lên. Có người trực tiếp khiển trách, có ai không, kéo người này ra ngoài chém. Sắc mặt Hoàng đế Thanh Long vô cùng âm trầm, con người bắn ra ánh mắt cực kỳ dọa người, tất cả đều im miệng cho ta, trẫm ở chỗ này, ai dám hạ lệnh giết người. Tất cả mọi người sững sờ. Hoàng đế Thanh Long nhìn chòng chọc vào tên lính này, trẫm mệnh lệnh ngươi nói ra hết thảy ngươi biết đến, một chữ cũng không được giấu giếm. Vâng, bệ hạ. Binh sĩ quỳ trên mặt đất, bị dọa đến cả người run rẩy, là tên sát thần Diệp Bắc Phong, một mình tên đó giết chết trăm ngàn người, chém rơi đầu đại tướng quân. Một năm một mười nói ra toàn bộ những gì xảy ra tại nhà họ Phương. Vẻn vẹn 3 phút, toàn bộ triều đình hoàn toàn tĩnh mịch. Khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi. Thời gian như thể ngừng lại. Không ai khép được miệng. Một giây sau, hít hà. Vô số tiếng hít thở dồn dập truyền đến. Khuôn mặt Hoàng đế Thanh Long tràn ngập khiếp sợ, quát lên một tiếng lớn, chấm. Không, tin. Ông ta cắn răng, rít ra từng chữ một, đại tướng quân của chấm không thể chết được, đội quân 100.000 người, đây chính là 100.000 quân đấy. Dù Diệp Bắc Phong có mạnh tới đâu cũng không có khả năng giết hết 100.000 quân đội. Đột nhiên, ngoài cửa lớn Hoàng cung truyền đến âm thanh như sấm sét, Hoàng đế Thanh Long, mau ra đây nhận lấy cái chết. Bù! Giờ phút này, tất cả đại thần đều kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía cửa chính Hoàng cung. Hoàng đế đế quốc Thanh Long run lên. Ông ta suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Vất vả ổn định lại thân thể, ông ta chỉ tay về phía cửa lớn Hoàng cung, Diệp Bắc Phong đánh tới đại nội Hoàng cung. Cùng lúc đó, cửa chính Hoàng cung Thanh Long, Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long trong tay đi tới. Quân cấm vệ canh giữ cửa cung đều sợ ngây người. Bọn họ như tập thể hóa đá, ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh. Từ khi đế quốc Thanh Long được thành lập đến bây giờ, chưa từng xảy ra chuyện không hợp lẽ thường như vậy. Đù má! Một người trẻ tuổi cầm trong tay một thanh kiếm gãy mà dám đánh tới cửa chính Hoàng cung. Nói ra ai dám tin chứ? Một giây sau, một tiếng hét lớn điên cuồng truyền ra, Diệp Bắc Phong, thật ngông cuồng. Nơi đây chính là Hoàng cung đế quốc Thanh Long của ta, mày dám đến dây dương oai. Toàn thể quân cấm vệ ra tay, giết chết kẻ này. Sau đó, hơn chục ngàn quân cấm vệ lao tới từ 4 phương 8 hướng. Đây chỉ là số quân cấm vệ đóng ở cửa cung thứ nhất. Từ Hoàng cung đế quốc Thanh Long vào đến Điện Kim Loan. Tổng cộng có hơn 10 cửa cung. Mấy trăm ngàn quân cấm vệ canh giữ. Kẻ này tuyệt đối đến tìm chết. Hơn 10.000 người vây quanh Diệp Bắc Minh như nêm cối, anh quả quyết huy kiếm Đoạn Long, huyết khí toàn thân vào tận trời. Gào giống. Sát khí kinh khủng ngưng tụ thành hư ảnh huyết long, khí thế quả thực như muốn áp sập cả trời cao. Phụt. Một mảnh biển máu khủng bố nổ tung. Kiếm khí rơi xuống, giết ra một con đường nhuốm máu, đi thông vào sâu bên trong Hoàng cung. Đám quân cấm vệ kia đều sợ choáng váng. Mới có một kiếm mà thôi. Thế mà đã chém giết hơn ngàn người, con mẹ nó, đây còn là người sao? Ngăn tên kia lại. Tướng lĩnh trông cửa hoảng sợ giống to. Diệp Bắc Minh tiếp tục huy kiếm, đôi mắt lạnh lẽo, như thể một tôn sát thần, không hề có ý hạ thủ lưu tình. Chưa đến 3 phút, máu đã chảy thành sông. Cửa cung thứ nhất, bị đánh hạ. Trong điện Kim Loan, một tên thái giám xông tới, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bệ hạ, cửa cung thứ nhất bị đánh hạ. Cái gì? Hoàng đế Thanh Long không thể ngồi yên được nữa, sao có thể, cửa cung thứ nhất có hơn 10.000 quân cấm vệ, bọn họ đều làm gì? Thái giám sợ hãi đáp, tất cả đều bị Diệp Bắc Phong giết. Điện Kim Loan lại một lần lâm vào sự yên tĩnh như chết. Hơn 10.000 quân cấm vệ tất cả đã bị giết. Lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra một suy nghĩ hoang đường, không lẽ kẻ này thật sự là sát thần giáng lâm trần gian sao? Hoàng đế Thanh Long giận dữ hét, mời đại quốc sư đến, mau mời đại quốc sư. Đồng thời, Diệp Bắc Minh đánh thẳng một mạch vào trong Hoàng cung đế quốc Thanh Long. Một đường thông suốt, hoàn toàn không ai có thể ngăn cản. Đột nhiên, một hơi thở khủng bố lao về phía Diệp Bắc Minh, anh khẽ điểm chân, bay nhanh tránh đi. Loảng xoảng, không khí nổ tung, đằng trước Diệp Bắc Minh xuất hiện một cái hố to đường kính 10 mấy mét. Một giây sau, một người đàn ông nho nhã đạp không tới, đứng trên nóc một tòa đại điện nhìn xuống Diệp Bắc Minh, chế giễu, vật nhỏ,
Hoàng cung đế quốc Thanh Long không phải chỗ mày có thể tới. Trò hề này nên kết thúc ở đây, mày là người đầu tiên, cũng là người duy nhất giết được vào tới đây. Có thể để lão phu tự mình ra tay giết chết, cũng xem như vinh hạnh của mày. Người này chính là Đại Quốc Sư Đế Quốc Thanh Long, Trần Huyền Lễ. Là Đại Quốc Sư. Trần Quốc Sư là tu vi võ đế đỉnh phong, chỉ cách cảnh giới võ thần có một bước xa, tên chó này chết chắc rồi. Binh lính xung quanh kích động, hoan hô. Bóng sét trùng điệp. Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh xuất hiện trước người Trần Huyền Lễ, đánh một kiếm về phía ông ta. Trần Huyền Lễ ngây người, suýt chút nữa bị hốt hoảng đến há miệng. Kẻ này lấy dũng khí ở đâu ra? Dám chủ động ra tay với ông ta. Giây tiếp theo, Trần Huyền Lễ kịp phản ứng. Một cơn giận dữ giống như núi lửa phun trào, đồ ngông cuồng, thằng nhãi ranh. Lão phu Trần Huyền Lễ, võ đế đỉnh phong, cả đời chưa từng nhìn qua tên cuồng vọng như. Chữ, mày, còn chưa kịp nói. Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, om sòm. Một kiếm đánh tới, dễ như bớn. Không khí như sắp bị xé toạc ra. Lúc này, Trần Huyền Lễ cuối cùng cảm nhận được sự khủng khiếp của Diệp Bắc Minh, sắc mặt đông cứng, nhóc con, tìm cái chết cũng không chủ động bằng mày. Hai tay khoanh lại đang chuyển động trước ngực. Không khí nổi lên giống như sóng gió điên cuồng. Tạo thành một cơn lốc đáng sợ đánh về phía Diệp Bắc Minh. Phụt! Trong kiếm đoạn long trào huyết mang, chém ra cơn lốc. Kiếm khí màu đỏ máu trong phút chốc xuất hiện trước mặt Trần Huyền Lễ, xé toạc tất cả. Mày! Trần Huyền Lễ kinh hãi, rút lui về phía sau. Một tiếng, ầm, cực lớn, đại điện dưới chân ầm ầm sụp đổ, hóa thành phế tích. Trần Huyền Lễ bay lên không đứng, khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, mày rốt cuộc có lai lịch gì? Cường thế của Diệp Bắc Minh đã chấn nhiếp đến ông ta. Lúc bắt đầu còn khinh thường. Đến sau đó thì nghiêm túc. Bây giờ lại khiếp sợ. Trong mấy giây ngắn ngủi, tâm tình của vị võ đế đỉnh phong lại biến hóa ba lần. Người này hôm nay nhất định phải giết. Nếu không sẽ gặp tai họa về sau. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, người này có chút không đơn giản. Nửa cơ thể bước vào cảnh giới võ thần, hơn nữa, một nửa nội lực trong cơ thể hắn đã chuyển hóa thành chân nguyên. Ồ! Diệp Bắc Minh cười lạnh, thứ tôi chém chính là thần. Kiếm đoạn long chấn động. Một trận nổ tung vang dội. Diệp Bắc Minh giống như máy bay chiến đấu phá trường không, xuất hiện trước người Trần Huyền Lễ. Giơ tay lên. Một kiếm chém xuống. Trần Huyền Lễ vô cùng dữ tợn, tới là tốt. Ha ha ha. Tên nhãi, lão phu là võ thể song tu. Chỉ dựa vào thanh kiếm nát của mày mà cũng muốn giết tao. Giọng điệu ông ta ngạo mạn. Nội lực trong cơ thể và chân nguyên điên cuồng cuộn trào, đánh ra một kích cực mạnh, hung hăng đập về phía kiếm đoạn long. Nếu như không ngoài dự đoán, thanh kiếm nát này và Diệp Bắc Minh sẽ vỡ vụn trong nháy mắt. Bùm! Trong nháy mắt Trần Huyền Lễ và kiếm đoạn long tiếp xúc, một cơn đau nhức nhối truyền tới. Hai cánh tay của ông ta lại trong nháy mắt hóa thành xương máu. Sau đó, kiếm đoạn long tiếp tục rơi xuống. Chém trên bả vai ông ta. Một tiếng, răng rắc, giòn giã, bả vai và xương lồng ngực đều nổ ầm. Diệp Bắc Minh bật cười, ông là võ thể song tu, tôi chính là y, võ, thể, dược, châm, khí, đan, toàn năng. Mày! Trần Huyền Lễ há to mồm. Phụt! Toàn thân bị kiếm đoạn long chém thành xương máu. Kiếm khí kiếm đoạn long chém ra, Trần Huyền Lễ có thể ngăn cản. Nhưng ông ta lại không ngăn được bản thân kiếm đoạn long. A, à, Trần Quốc Sư, chết, 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 chết rồi. Tại sao có thể như vậy, Trần Quốc Sư bị sát thần một kiếm giết chết. Chẳng lẽ ông trời muốn lấy mạng của đế quốc Thanh Long? Nhìn thấy Trần Huyền Lễ chết, một vài cấm vệ quân vây xem gần đó sợ phát điên. Bọn họ vứt mũ khí rơi áo giáp, điên cuồng chạy ra ngoài hoàng cung. Tin tức truyền về Điện Kim Loan. Bệ hạ, Đại Quốc Sư bị Diệp Bắc Phong một kiếm giết chết. Bên trong Điện Kim Loan yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người kinh hãi đến cùng cực, Trần Huyền Lễ chết. Đây chính là Đại Quốc Sư của Đế Quốc Thanh Long, cường giả cảnh giới võ đế đỉnh phong. Mấy trăm đại thần trố mắt nhìn nhau. Đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng đế Thanh Long. Không kìm được ngây người. Nét mặt già nua của Hoàng đế Thanh Long lạnh tanh,
tức giận và khiếp sợ ban đầu đều biến mất không thấy, bình tĩnh đến dọa người. Phải nói điều duy nhất không thay đổi chính là sát ý trong hai mắt ông ta càng ngày càng nồng đậm. Cái này, bệ hạ, có người theo bản năng gọi một tiếng. Thân là hoàng đế, đương nhiên ông ta không thể đầu trận tuyến. Ông ta nhắm mắt lại, nghiêm túc suy tính. Một lát sau, báo, bệ hạ, Diệp Bắc Phong công phá cửa cung thứ hai, thống lĩnh cấm vệ quân Vũ Văn Phi Long chết trận. Báo, bệ hạ, cửa cung thứ ba đã bị công phá. Báo, bệ hạ, cửa cung thứ tư. Báo, cửa cung thứ năm. Chưa đến một phút, năm cửa cung đều bị công phá toàn bộ. Tốc độ gì vậy? Cấm vệ quân của chúng ta là giấy dán sao? Mấy trăm đại thần văn võ loạn cào cào, giống như con kiến trên chảo nóng. Báo, bệ hạ, cửa cung thứ sáu bị công phá, sát thần hắn tới rồi. Giây tiếp theo. Soạt. Hoàng đế Thanh Long mở mắt, giống như chân long thức tình, tiểu lý tử, liên hệ với người của cung Hạo Miểu đang đóng quân trong thành, mời ông ta đến hoàng cung một chuyến. Lĩnh chỉ. Tiểu hỷ tử, bức mật thư này đưa đến tay vị phó viện trưởng của Học viện Thiên Thần trong thành. Rõ, bệ hạ. Hai đại thái giám nhanh chóng rời khỏi điện Kim Loan. Một lát sau, Hoàng đế Thanh Long hơi do dự, lấy ra một khối ngọc bội hình rồng. Rút dao găm cắt lòng bàn tay mình. Bệ hạ, người làm gì vậy? Bảo trọng Long thể. Mấy trăm đại thần văn võ cũng không nhịn được tiến lên một bước. Hoàng đế Thanh Long không trả lời, tưới máu tươi của mình lên trên ngọc bội hình rồng. Bù! Trong phút chốc, huyết ảnh phun trào. Ngoại giới sáng như ban ngày, toàn bộ điện Kim Loan rơi vào bóng tối. Giây tiếp theo, một đường huyết ảnh sáng lên trong ngọc bội, miệng phun tiếng người, Tô Huyền, ông liên lạc với lão phu làm gì? Ông là ai? Một lão giả gầm lên với huyết ảnh, dám không ngừng kêu đại danh của bệ hạ. Tô Huyền, chính là tục danh của Hoàng đế Thanh Long. Trong thiên hạ, ai dám liên tục gọi đại danh của Hoàng đế? Huyết ảnh cười lạnh một tiếng, lão phu tạo ra đế quốc Thanh Long, trên đá huyền vũ màu đen đã lập phách. Cách ngày nay hơn 3.700 năm. Bọn họ vậy mà không nhận ra lão phu. Cái gì? Văn võ toàn triều kinh hãi, tất cả mọi người đều hít ngược lại hơi lạnh, rít. Trong mắt trợn trừng, bị kinh động cực lớn, người là hoàng đế khai quốc của đế quốc Thanh Long. Vào lúc mọi người khiếp sợ, hoàng đế Thanh Long quỳ sụp một tiếng, lão tổ tông, đế quốc Thanh Long gặp nạn. Sát thần Diệp Bắc Phong đã tiến vào đại nội hoàng cung. Ồ, con người già nua của huyết ảnh đông cứng lại, nhìn ra ngoài điện Kim Loan, ha ha, sát thần. Trên đời này lại có người dám lấy danh hiệu này, thật sự không biết sống chết. Hắn dám tiến vào điện Kim Loan, lão tổ thay ông chém hắn. Sát y giống như thủy triều bao vây tấn công tới. Tất cả mọi người trong đại điện nơm nấp lo sợ, thiếu chút nữa bị hù chết. Mặc dù lão giả này là huyết ảnh ngưng tụ, nhưng sát y giải phóng ra là thật. 17 cửa cung, mấy trăm ngàn lính cấm vệ cũng không ngăn được Diệp Bắc Minh. Anh một đường xông vào điện Kim Loan. Trực tiếp đi tới. Soạt, soạt, soạt. Vô số ánh mắt đều rơi vào người Diệp Bắc Minh. Người này chính là sát thần. Trẻ quá. Xung quanh tĩnh mịch. Dù là hoàng đế đế quốc Thanh Long cũng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Giọng nói Diệp Bắc Minh vang lên, tôi tới đây chỉ làm hai việc. Thứ nhất. Lấy lại ngọc tỷ truyền quốc vốn thuộc về Long Quốc. Thứ hai, diệt đế quốc Thanh Long. Giọng nói không lớn, nhưng vang dội như sấm. Mẹ kiếp! Điên quá rồi! Dám nói muốn diệt đế quốc Thanh Long. Đây chính là điện Kim Loan của đế quốc Thanh Long đó. Bù! Huyết ảnh lão tổ nhà họ Tô xuất hiện trong ngọc bội hình rồng của Hoàng đế Thanh Long. Một luồng sát ý lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ Diệp Bắc Minh. Mày muốn diệt hoàng thất nhà họ Tô. Kha kha kha, thằng xúc sinh, mày biết nghĩ đấy. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, không nhịn được cười, một đường tàn hồn thôi mà, tôi tiện tay diệt là được. Ha ha ha, một chàng cười truyền tới. Sau đó lại có liên tiếp hai giọng nói vang lên. Diệp Bắc Phong, mày quả nhiên phách lối. Sát thần, thú vị, lại có thể ép Hoàng đế Thanh Long cầu xin hai người bọn tao tiếp viện. Vèo, vèo, giữa điện quang hỏa thạch. Hai bóng người bước vào điện Kim Loan. Một trước một sau kẹp Diệp Bắc Minh ở giữa, ngăn cản đường đi.
một người là thái thượng trưởng lão của cung Hạo Miểu, Cổ Thước Kim, võ thần sơ kỳ. Một người khác là phó viện trưởng học viện Thiên Thần, võ Tam Thiên, võ thần sơ kỳ. Hoàng đế Thanh Long cười nói, hai vị tiền bối, cuối cùng các ông đã tới rồi. Hai võ thần có mặt. Lại thêm luồng huyết hồn của lão tổ. Diệp Bắc Phong có thể lên trời sao? Đột nhiên, tiếng cười một cô gái truyền tới, ha ha ha, thú vị, nhiều người như vậy cùng nhau ức hiếp sư đệ của tôi, coi tôi không tồn tại sao? Ai đang nói? Văn võ toàn triều ngơ ngác. Rối rít ngẩng đầu lên, nhìn về phía nóc nhà điện Kim Loan. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, ngồi trên xà nhà nhìn xuống. Mọi người kinh hãi. Cổ Thước Kim và võ Tam Thiên nhìn cô ấy, có chút kiêng kỵ, cô là ai, giả thần giả quỷ, xuống cho tôi. Người này xuất hiện từ lúc nào? Bọn họ không hề nhận ra chút nào. Diệp Bắc Minh rất vui mừng và bất ngờ, chị Tiểu Yêu, tại sao chị lại ở đây? Cô gái xinh đẹp kia, chính là lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu. Cô ấy bước tới, đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Chia tay nhéo mặt anh. Tiểu sư đệ, đã lâu không gặp. Đạm Đài Yêu Yêu cưng chiều nhìn Diệp Bắc Minh, không phải là vì chị sợ em xảy ra chuyện sao, trực tiếp xông vào hoàng cung của đế quốc Thanh Long, cũng chỉ có em mới dám làm như vậy. May mà chị tới, nếu không chưa chắc em đánh thắng hai lão già khốn kiếp này đâu. Mọi người trợn mắt há mồm. Người phụ nữ này là ai? Quá to gan. Dám khinh bỉ thái thượng trưởng lão cung Hạo Miểu và phó viện trưởng học viện Thiên Thần. Khuôn mặt già nua của Cổ Thước Kim trầm xuống, yêu nữ, khẩu khí của cô lớn quá. Người của cung Hạo Miểu cô cũng dám khinh thường. Đạm Đài Yêu Yêu bật cười, cung Hạo Miểu là thứ rác rưởi gì thế? Trong nháy mắt cô ấy ra tay, bình tĩnh bước xuống, đứng trước mặt Cổ Thước Kim. Một quyền đập về phía ông ta. Đợt khí khủng khiếp trong nháy mắt nổ tung. Cổ Thước Kim có chút khiếp sợ, quát lên, yêu nữ, cô tự tìm cái chết. Ông ta không chút lưu tình giơ một quyền, đấu với một quyền của Đạm Đài Yêu Yêu. Răng rắc, một tiếng giòn giã. Quả đấm của Cổ Thước Kim trong nháy mắt bị phế, nứt hỏng từng tấc. Dư âm khủng khiếp trào ra ngoài, mấy trăm đại thần văn võ đều bị đánh bay, phun một ngụm máu tươi. A. Cổ Thước Kim kêu đau thảm thiết. Kêu cái gì, hù được sư đệ tôi hả? Đạm Đài Yêu Yêu nhướng mày. Giơ tay lên, vỗ về phía đầu của Cổ Thước Kim. Phụt, đường đường là thái thượng trưởng lão của cung Hạo Miểu, Cổ Thước Kim võ thần sơ kỳ. Đầu trong nháy mắt nở hoa. Trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, võ Tam Thiên ở bên cạnh cũng bị dọa. Rít, ông ta hít ngược lại hơi lạnh. Tim gần như bị dọa sợ muốn nổ tung. Lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Đạm Đài Yêu Yêu, cô là ai? Con người Hoàng đế Thanh Long điên cuồng co lại. Đây chính là võ thần đó. Lại bị một cái tát đánh nát đầu. Mồ hôi chảy ròng ròng. Hoàn toàn ngồi không yên nữa. Diệp Bắc Minh hô hấp dồn dập, giơ ngón cái lên, lục sư tỷ bá đạo. Chị Tiểu Yêu, rốt cuộc chị là cảnh giới gì? Đến khi nào em mới có thể giống chị tiện tay đánh gục võ thần? Ha ha! Đạm Đài Yêu Yêu cười hì hì, chờ em trở thành võ giả tiên thiên thì biết, dưới tiên thiên thì xem như là võ thấp. Trên tiên thiên chính là võ cao. Võ giả học võ thấp gặp võ giả võ cao thì giống như kiến gặp rồng. Khác biệt một trời một vực. Con người Diệp Bắc Minh cứng lại, võ giả tiên thiên. Giây tiếp theo. Võ Tam Hoàng sợ hãi hét lớn, cô là võ giả tiên thiên. Sao có thể, tại sao cô lại là võ giả tiên thiên? Ông ta cực kỳ kinh hoàng, tim ngừng đập. Trong lòng không còn bất kỳ may mắn nào, xoay người chạy. Vèo, chạy nhanh như xe lửa, lao ra khỏi điện Kim Loan. Đạm Đài Yêu Yêu cười khẽ, muốn chạy. Một quyền đánh ra không khí, giữa không trung ngưng tụ ra một luồng năng lượng khủng khiếp, nện sau lưng võ Tam Thiên. Phốc, trực tiếp xuyên thủng người ông ta. Phó viện trưởng học viện Thiên Thần võ Tam Thiên chết. Diệp Bắc Minh giật mình, Tháp Càn Khôn chấn ngục, rốt cuộc chị Tiểu Yêu là cảnh giới gì? Giọng nói Tháp Càn Khôn chấn ngục truyền tới, không nhìn ra, trên người cô ta có đồ che giấu khí tức. Hoàng đế Thanh Long mặt biến sắc, hoảng sợ kêu lên, lão tổ, mau ra tay, giết hai người. Soạt, Đạm Đài Yêu Yêu quay đầu. Nở nụ cười, tiểu hoàng đế, ông gấp cái gì? Ông cũng muốn chết sao? Rít,
Mấy trăm đại thần văn võ của đế quốc Thanh Long hít ngược hơi lạnh, da đầu tê dại, thiếu chút nữa bị hù chết. Mẹ kiếp! Người phụ nữ này quá kinh khủng! Dùng thái độ này nói chuyện với hoàng đế của đế quốc Thanh Long. Xung quanh im lặng. Đột nhiên, huyết ảnh trong ngọc bội hình rồng nói, cô gái, lão phu không biết lai lịch của cô, nhưng nhìn thủ đoạn của cô chắc không phải người bình thường. Lần này, đế quốc Thanh Long của chúng tôi bị vu oan. Chỉ cần hai người lập tức rời khỏi đế quốc Thanh Long, bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi sẽ hủy bỏ lệnh truy nã Diệp Bắc Phong. Tất cả ân oán từ đây được xóa bỏ. Hoàng đế Thanh Long ngây người, mặt không thể tin nổi, lão tổ, sao có thể? Nếu hủy bỏ lệnh truy nã, mặt mũi đế quốc Thanh Long chúng tôi để đi đâu? Lão tổ nhận thua. Còn muốn đế quốc Thanh Long hủy bỏ lệnh truy nã? Huyết ảnh tức giận trách mắng, ông im miệng cho tôi, Tô Huyền, chuyện này đều vì ông cả. Ông có biết chọc vào bọn họ, khiến đế quốc Thanh Long mang lại tai nạn lớn thế nào không? Mang đến tai nạn lớn cho nhà họ Tô thế nào không? Hoàng đế Thanh Long mặt đầy giận dữ. Cắn chặt răng. Không dám phản bác. Diệp Bắc Minh buồn cười, hủy bỏ. Ông cảm thấy có thể sao? Đạm Đài Yêu Yêu nhàn nhạt lên tiếng, sư đệ tôi không muốn, vẫn phải diệt các người. Huyết ảnh cười đầy thâm ý, ha ha, các người không dám đâu. Ồ, Đạm Đài Yêu Yêu cười, nói đi, sao tôi không dám? Huyết ảnh trả lời lạnh băng, lão phu chưa chết, hơn nữa thân phận thật của lão phu ở ngay Hoàng Triều Đại Chu. Lúc này, toàn bộ bên trong điện Kim Loan rơi vào tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người đều giống như thấy quỷ. Hoàng đế Thanh Long ngây ra. Văn võ toàn triều ngây ra. Bốn chữ Hoàng Triều Đại Chu giống như có ma lực. Dù là Đạm Đài Yêu Yêu cũng nhíu mày. Chỉ có Diệp Bắc Minh kỳ quái, Hoàng Triều Đại Chu. Chưa từng nghe nói qua. Đạm Đài Yêu Yêu nghiêm túc giải thích, Hoàng Triều Đại Chu cách chúng ta rất xa, phải xuyên qua một cánh rừng rậm ma thú. Trong đó có ma thú cấp 10. Võ giả bình thường muốn đi Hoàng Triều Đại Chu phải xuyên qua rừng rậm ma thú. Người này nhất định là đã xuyên qua rừng rậm ma thú mới có thể đến Hoàng Triều Đại Chu. Huyết ảnh cười ngạo mạn nói, ha 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 ha, người phụ nữ này xem ra có chút kiến thức. 3.000 năm trước, lão phu xuyên qua rừng rậm ma thú, thập tử nhất sinh, cuối cùng đến được Hoàng Triều Đại Chu. Lão phu bây giờ chính là cung phụng của Hoàng Triều Đại Chu, nếu thân phận thật quay về đế quốc Thanh Long. Các người cảm thấy mình còn mạng không? Bên trong điện Kim Loan hoàn toàn yên tĩnh. Người từ 3.000 năm trước vẫn còn sống. Võ giả bình thường có thể sống đến 1.000 năm đã rất kinh khủng. Võ giả sống hơn 3.000 năm, đây là cảnh giới gì? Hoàng đế Thanh Long cười lớn, ha ha ha, hóa ra người chưa chết. Tốt quá, lão tổ, chỉ cần ông ở đây, về sau không ai dám ức hiếp đế quốc Thanh Long chúng ta nữa. Ha 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 ha. Hoàng đế Thanh Long cười chảy nước mắt. Giọng điệu ông ta trở nên dữ tợn, trong mắt lóe lên hàn ý lạnh như băng, Diệp Bắc Phong, không phải mày rất phách lối sao? Tiến vào hoàng cung của Hoàng đế Thanh Long tao. Ngang ngược ở điện Kim Loan. Còn người phụ nữ này, lão tổ nhà họ Tô tao còn sống, lão tổ của đế quốc Thanh Long tao còn sống. Chúng mày! Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, om sòm. Lôi ảnh trùng trùng. Trong nháy mắt anh xuất hiện bên cạnh Hoàng đế Thanh Long, giơ tay lên, một kiếm. Phốc! Đầu của Hoàng đế Thanh Long lập tức lăn xuống. Đến lúc chết, mắt ông ta mở cực lớn, không dám tin. Người này sao lại giết mình? Ông ta hoàng đế đế quốc Thanh Long mà. Điện Kim Loan yên tĩnh đến đáng sợ. Văn võ bá quan sợ đến mức quỳ sụp xuống, da đầu tê dại, miệng to thở hổn hển, hít thở khó khăn. Gần như bị hù cho chết ngay tại chỗ. Mẹ! Mẹ kiếp! Giết hoàng đế trong điện Kim Loan. Người đầu tiên từ cổ chí kim đó. Hắn tên sát thần Diệp Bắc Phong. Sát thần, hắn thật sự là sát thần. Mọi người quỳ xuống đất. Điên cuồng dập đầu. Đoàng đoàng đoàng. Đạm Đài Yêu Yêu cũng ngây ra, tiểu sư đệ. Đột nhiên. Khóe miệng lộ vẻ tươi cười, giết hay lắm. Huyết ảnh điên cuồng gầm thét, nhóc con, mày dám giết hoàng đế đế quốc Thanh Long tao. Mày đáng chết, mày thật sự đáng chết. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời, tôi đã nói tôi đến đây chỉ có hai việc. Thứ nhất, lấy lại truyền quốc ngọc tỷ của Long Quốc. Thứ hai, diệt đế quốc Thanh Long.
Ông nghĩ tôi đùa à? Tặng ông phần quà lớn. Diệp Bắc Minh cười đầy ác độc. Phất tay. Bù. Máu tươi của Hoàng đế Thanh Long trào ra, trong nháy mắt bốc cháy. Huyết mạch chú sát. Điều anh phải làm chính là khiến hoàng thất của Hoàng đế Thanh Long bị diệt tộc. Sát thần tôi đùa với ông à. Lúc này, trên trăm người trong đại sảnh trực tiếp bị bốc cháy. Trong cơ thể bọn họ đều có huyết mạch của Hoàng thất Thanh Long. Không chỉ có như vậy. Bên trong Côn Luân Hư, khắp nơi đều có huyết mạch của Hoàng thất Thanh Long bị bốc cháy. Huyền Lôi Cốc. Trong thao trường, ba võ giả trẻ tuổi đột nhiên kêu thảm một tiếng. Ngọn lửa dày đặc bao trùm toàn thân. Sau khi vùng vẫy mười mấy cái hít thở, hóa thành một mảnh cho tàn. Mọi người ở thao trường ngây ra, xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Kiếm Tông. Bên trong tàng kinh các, một đệ tử đang học kiếm kỹ. Đột nhiên, thân thể bốc cháy. Trên kiếm đài, hai đệ tử trẻ tuổi đang đối chiến, một người trong số đó bỗng nhiên cơ thể bùng cháy. Thông qua huyết quang. Lão tổ đế quốc Thanh Long nhìn thấy cảnh này. Ông ta điên cuồng gào thét, không, đừng. Diệp Bắc Phong, dừng tay cho tao. Mày đây là muốn diệt sạch tất cả huyết mạch của người nhà họ Tô tao à? Sao mày có thể ác độc như vậy? Diệp Bắc Minh cười khẽ, ác độc sao? Khi các người đuổi giết tôi và mẹ tôi, sao chưa từng nghĩ qua ác độc? Không phải nói muốn tiêu diệt cửu tộc của tôi. Nếu như tôi không có thủ đoạn này, các người sẽ bỏ qua cho người thân bạn bè của tôi sao? Mày! Lão tổ đế quốc Thanh Long tức muốn ngất xỉu. Diệp Bắc Minh mỉm cười, đừng nói, người đế quốc Thanh Long các người hưng thịnh lắm, còn có rất nhiều người chưa chết đâu. Hình ảnh trong ngọn lớn xoay chuyển. Phản âm cốc. Một cô gái tuyệt mỹ đang tắm. Trắng nõn da thịt, dung nhan xinh đẹp. Nha hoàn trải cánh hoa hồng trong bồn tắm. A! À, cô gái tuyệt mỹ kêu thảm một tiếng. Trong nước bốc cháy một cách quỷ dị. A, à, nha hoàn hoảng sợ nhìn chủ nhân của mình bị ngọn lửa thiêu sống trong nước. Nước tắm bị đun sôi sùng sục. Cung Hạo Miểu. Bên trong điện chính đại cử hành lễ tấn thăng cho các đệ tử nội môn. Mấy chục ngàn người đang có mặt dự lễ. Một lão giả mở miệng, Tô thần, biểu hiện của con rất tốt, bây giờ bổn tọa phá lệ đề thăng con lên làm đệ tử nội môn. Một cậu thanh niên anh tuấn đi ra từ trong đám người, đa tạ thái thượng trưởng lão thương yêu, Tô thần con, a. À. Một tiếng hét thảm. Dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số người, Tô thần hóa thành bụi cho. Rít. Âm thanh hít hơi lạnh truyền tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cung xã Tắc. Lưu Ly Tông. Học viện Thiên Thần. Cũng xảy ra chuyện tương tự, chỉ cần là người trong cơ thể có chảy huyết mạch của đế quốc Thanh Long. Toàn thân đều bị đốt cháy không hiểu nổi. Cho dù dùng cách gì cũng không thể dập tắt ngọn lửa. Cuối cùng, tất cả bọn họ đều bị thiêu sống. Bên trong điện Kim Loan, văn võ đại thần còn lại đang quỳ trên đất, nơm nớp lo sợ. Ác! Quá độc ác! Huyết mạch chú sát này giết, ai mà có thể đỡ nổi, vô số người chảy nước miếng, quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu. Sát thần! Người đàn ông trước mặt quả thật không thẹn với cái tên sát thần. Thủ đoạn huyết mạch chú sát này quả thật quá kinh khủng. Lão tổ đế quốc Thanh Long như sắp phát điên, trong đôi mắt già nua đều là tia máu, điên cuồng gầm thét, a a a. Diệp Bắc Phong, Diệp Bắc Phong. Chờ lão phu xuất quan, tao sẽ giết toàn tộc của mày. Diệp Bắc Minh coi thường tiếng gầm thét của ông ta, có chút thất vọng, ồ, ông không sao à? Huyết mạch chú sát sao không giết được lão tổ ông? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Huyết hồn chú chỉ có thể nguyền rủa giết huyết thân trong vòng 10 đời, quá 10 đời không được. Nếu như 10 đời trở nên cũng có thể nguyền rủa giết, dùng một lần há chẳng phải toàn bộ loại người coi như xong. Dù sao, trong quá trình loài người sinh sôi, cũng sẽ kết hợp lẫn nhau, huyết mạch hòa hợp. Diệp Bắc Minh hiểu ra. Thì ra là như vậy. Nhưng, anh không định nói cho lão tổ Thanh Long biết, anh cố ý nói, tôi biết rồi, trong đời sau của ông có người bị cắm sừng. Thật ra thì đời sau của nhà họ Tô ông đã không còn là những người mang dòng máu của nhà họ Tô từ lâu rồi. Đáng thương quá, con cháu ông và ông vốn không hề có quan hệ máu mủ. Hoàng thất đế quốc Thanh Long không có quan hệ máu mủ với người nhà họ Tô. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Giết người diệt tâm. Tên nhóc này quả đúng là ma quỷ mà. Quả nhiên. Mày nói gì?
con ngươi lão tổ đế quốc Thanh Long nảy sinh động đất. Như bị sét đánh, tim như sắp bị nổ tung vì tức giận. Phụt, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Miếng ngọc bội hình rồng nổ tung, huyết ảnh trong nháy mắt biến mất dạng. Lúc này, ở một nơi nào đó Hoàng Triều Đại Chu, trong một mật thất. Một lão giả đột nhiên mở ánh mắt già nua, trong con ngươi đều là tia máu. A, 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 tiếng gào thét dữ tợn và tuyệt vọng, Diệp Bắc Phong, Diệp Bắc Phong. Tô lão ma tao thề, cuộc đời này chỉ có một chuyện, đó chính là giết mày. Nếu không giết mày, Tô lão ma tao thề đời này không là người. A, âm thanh dữ tợn khủng khiếp vang vọng trong mật thất. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đông cứng lại, nhìn vào chiếc hộp màu vàng. Mở ra nhìn, một viên ngọc tỷ trạm trổ hình rồng xuất hiện trước mắt. Trong lòng động một cái, cầm lên nhìn. Tám chữ lớn xuất hiện trước mắt, thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương. Chính là ngọc tỷ truyền quốc của Long Quốc. Diệp Bắc Minh kích động trong lòng, quả nhiên là ngọc tỷ truyền quốc. Vật này bị mất, quốc vận của Long Quốc cũng vì vậy mà chịu tổn thương. Đồ mất này tìm lại được, Long Quốc ắt sẽ quật khởi. Diệp Bắc Minh cẩn thận cất đi, không dám thở ơ. Đạm Đài Yêu Yêu cười đi tới, tiểu sư đệ, những người này xử lý thế nào? Sát thần đại nhân, tha mạng. Những đại thần đế quốc Thanh Long này đều đang quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu. Thôi, tha cho bọn họ. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Mặc dù anh ham chém giết, nhưng ham chứ không phải lạm dụng. Những văn võ đại thần này không liên quan đến Hoàng thất Thanh Long. Chỉ là một công việc. Giết những người bình thường này cũng không có ý nghĩa. Đạm Đài Yêu Yêu thản nhiên cười, được, cứ theo lời của tiểu sư đệ. Diệp Bắc Minh lại cau mày, nhưng chuyện này lại liên lụy đến chị Tiểu Yêu. Nếu những người này truyền tin tức đi, đối với chị Tiểu Yêu sẽ gây nên phiền phức. Giọng nói Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền tới, huyết hồn chú có thể xóa trí nhớ của một người, còn muốn xóa phần trí nhớ nào, cậu tự nhìn. Ồ, Diệp Bắc Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Giây tiếp theo, anh đột nhiên quát lên, mọi người nhìn tôi. Xoạt. Mấy trăm đại thần văn võ bị dọa sợ đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Chỉ thấy một mảng huyết quang lóe xoẹt qua. Tất cả mọi người ngây ra, trong đầu trống rỗng. Đến lúc bọn họ tỉnh táo, Diệp Bắc Minh và Đạm Đài Yêu Yêu đã sớm không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, trong quốc khố của đế quốc Thanh Long, nhìn quốc khố đến không xuể châu báu, Diệp Bắc Minh hít ngược hơi lạnh, nhiều vàng bạc châu báu vậy. Rốt cuộc đế quốc Thanh Long đã vơ vét được bao nhiêu của cải xương máu của nhân dân. Xem ra bọn họ bị diệt cũng không oan. Chỉ tiếc, tài nguyên tu luyện cũng không nhiều. Vàng bạc châu báu đối với võ giả mà nói cũng không có ích lợi gì. Cuối cùng, ở sâu trong bảo khố, anh tìm được một lô đan dược. Võ kỹ cấp thấp có rất nhiều, còn có khoảng hơn 1 triệu khối nguyên. Dược liệu 3.000 năm có 20 mấy cây. Dược liệu 5.000 năm có 10 mấy cây. Xem như là thu hoạch rất phong phú. Diệp Bắc Minh suy nghĩ trong chốc lát, chị Tiểu Yêu, phiền chị một chuyến. Đưa ngọc tỷ truyền quốc về giới phàm tục, tu bổ long mạch Long Quốc. Đồng thời chia một nửa chỗ võ kỹ và đan dược này cho tướng sĩ Long Hồn, một nửa giao cho Vạn Lăng Phong. Tướng sĩ Long Hồn không thể không quản. Sau khi tiêu diệt người bảo vệ gia tộc, bọn họ phải nhận trách nhiệm nặng nề bảo vệ Long Quốc. Tiểu đội sát thần là lá bài tẩy của anh. Cũng không thể không có tài nguyên tu võ. Đạm Đài Yêu Yêu nghi ngờ, em không về. Con người Diệp Bắc Minh đông cứng lại, em cần phải đi nhà họ Diệp một chuyến, làm rõ một số chuyện. Chờ em làm xong tất cả những thứ này, em sẽ quay về. Đạm Đài Yêu Yêu như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu, được. Tay cô ấy vung lên, cất tất cả vào nhẫn chứa vật. Diệp Bắc Minh phân dược liệu làm 2 phần, phần nhiều đưa cho Đạm Đài Yêu Yêu, chị Yêu Yêu, chị cầm chỗ dược liệu này đi. Ha ha, tiểu sư đệ, em còn khách sáo với chị. Đạm Đài Yêu Yêu che miệng cười khẽ. Một bước đi tới trước mặt Diệp Bắc Minh. Kéo anh. Rồi xoay người rời đi, em còn quan trọng hơn những thứ này, chị tin em sớm sẽ trở thành võ đế. Ngoài nhà họ Phương, đại tướng quân đế quốc Thanh Long thống lĩnh 100.000 đại quân bao vây tấn công Diệp Bắc Phong bị giết, 100.000 đại quân chết hết. Sát thần Diệp Bắc Phong tiến vào Hoàng cung Thanh Long, chém rớt đầu Hoàng đế Thanh Long.
phó viện trưởng học viện thiên thần võ Tam Thiên chết. Thái thượng trưởng lão cung Hạo Miểu cổ thước kim chết. Hình như bị sát thần chém chết. Đế quốc Thanh Long bị diệt. Tin tức giống như mưa to gió lớn, ào ào về phía các thế lực lớn trong Côn Luân Hư. Trong nháy mắt, tất cả thế lực lớn nhỏ, gia tộc, tông môn của Côn Luân Hư đều kinh hãi. Khắp nơi bàn luận sôi nổi, giống như xảy ra động đất. Cái gì? Tất cả đều do sát thần Diệp Bắc Phong làm. Cách không nguyền rủa giết huyết mạch của đế quốc Thanh Long. Diệp Bắc Phong này rốt cuộc từ đâu ra vậy? Tất cả mọi người ghi nhớ tên của sát thần Diệp Bắc Phong. Loại thủ đoạn cách không giết người, thiêu đốt con người khiến người ta sợ hãi. Sâu trong học viện thiên thần, trong phòng hội nghị cấp nguyên lão. Giết, chẳng lẽ những thanh niên của đế quốc Thanh Long đột nhiên cơ thể bốc cháy cũng là sát thần, có người kinh hãi, cơ thể phát run. Chúng tôi đã hỏi qua một vài đại thần của đế quốc Thanh Long, trí nhớ của bọn họ hình như đã bị xóa. Nhưng có một điểm bọn họ đều nhớ. Diệp Bắc Phong lợi dụng máu tươi của Hoàng đế Thanh Long, giết sạch huyết mạch của đế quốc Thanh Long ngoài vạn dặm. Trong phòng họp yên tĩnh, mọi người cũng cảm giác có chút kinh khủng. Đột nhiên, một lão giả từ góc tối đi ra, đây là huyết mạch chú sát. Một loại tà thuật vô cùng cổ xưa, không ngờ sát thần Diệp Bắc Phong lại biết. Trên người hắn nhất định có nhiều hơn một bí mật. Hơn nữa tôi còn tra ra, trên người tên này có liên quan nhiều đến yêu nữ Diệp Thanh Lam 23 năm trước. Sạt! Mấy chục ánh mắt nhìn sang. Xoẹt! Mọi người đứng dậy, cung kính mở miệng, viện trưởng Tề, ông tới rồi. Một lão giả trong số đó nghi ngờ, viện trưởng Tề, ông chắc chắn. Tên này có liên quan đến yêu nữ Diệp Thanh Lam. Viện trưởng Tề nghiêm túc gật đầu. Rít! Mọi người hít hơi lạnh. Mọi người suy đoán, chẳng lẽ là con trai của yêu nữ này. Có người gật đầu, có thể chống lại cả thời gian, Diệp Bắc Phong còn trẻ như thế, nói không chừng thật sự là con trai của yêu nữ kia. Giây tiếp theo, cả phòng họp rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người đều không nhìn được mà trợn tròn mắt, con người rụt mạnh lại. Có thể trở thành nhân vật cấp cao của Học viện Thiên Thần, ai nấy cũng đều là người thông minh. Bọn họ lập tức nghĩ đến một việc đáng sợ. Nếu Diệp Bắc Phong thật sự là con của yêu nữ Diệp Thanh Lam. Như vậy Diệp Bắc Phong này chắc chắn sẽ không vượt quá 23 tuổi. Chưa đến 23 tuổi mà đã có thể một mình xông vào Hoàng cung đế quốc Thanh Long, giết Thanh Long Hoàng đế. Hơn nữa, Phó Viện trưởng Cổ Thước Kim Võ Thần Sơ Kỳ cũng chết ở trong tay đối phương. Đây là khái niệm gì? Tuyệt đối khủng bố a. Trong phút chốc, tất cả nhân vật cấp cao của Học viện Thiên Thần đều kích động. Viện trưởng Tề, kẻ này đúng là con trai của Diệp Thanh Lam sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm viện trưởng Tề, cùng đợi câu trả lời của ông ta. Bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Chỉ thấy viện trưởng Tề khẽ gật đầu, 89 phần 10. Trời! Vô số những tiếng hít khí lạnh truyền đến. Không phải là bọn họ sợ hãi, mà là kích động. Tiếp theo. Ha 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 ha. Ông trời ơi! Quả nhiên trên người yêu nữ kia có thứ gì đó khó lường. Nếu lấy được bí mật trên người kẻ này, Học viện Thiên Thần chúng ta cũng không phải không có khả năng trở thành thế lực lớn nhất Côn Lôn Hư. Mấy lão già này đều hưng phấn đến mức đỏ bừng mặt. Thở hổn hển, kích động đến mức vui vẻ hoa tay múa chân. Những biểu cảm như tham lam, khiếp sợ, bất ngờ, hưng phấn không ngừng hiện ra trên những khuôn mặt già nua. Chỉ duy nhất không có sợ hãi và lo lắng. Đối với bọn họ mà nói, một tên Diệp Bắc Phong nho nhỏ thì có năng lực như thế nào chứ? Ngay cả mẹ cậu ta mà Học viện Thiên Thần còn có thể đuổi giết, huống chi là Diệp Bắc Phong. Đột nhiên, một tên quản lý của Học viện Thiên Thần mở miệng, không phải Diệp Bắc Phong này có liên quan đến đế tinh mới xuất hiện kia chứ? Nếu truyền thuyết là thật, kẻ này. Dù sao, cậu ta cùng lắm mới chỉ 23 tuổi, vậy mà lại có loại thực lực này. Nghe thấy thế. Phòng họp vốn dĩ đang náo nhiệt lập tức im phăng phắc. Đám người vốn dĩ còn đang hưng phấn và tham lam, đột nhiên lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Khoảng mấy phút sau, một lão già khàn khàn mở miệng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Truyền thuyết kia chắc chắn là giả, nếu không sao vẫn chưa có ai có thể lấy thực lực bản thân để trở thành người đứng đầu Côn Lôn Hư chứ. Cho dù thật sự có người kia, cũng không thể là một tên nhóc mới 23 tuổi được. Càng không thể là sát thần Diệp Bắc Phong kia.
tất cả đám quản lý khác đều gật đầu. Không sai. Tuyệt đối không có khả năng là Diệp Bắc Phong. Mọi người ngoài miệng nói không có khả năng. Nhưng trên thực tế đáy lòng đã bắt đầu sợ hãi. Nhỡ may Diệp Bắc Phong thật sự vươn lên, bọn họ còn đều là người từng tham gia đuổi giết yêu nữ Diệp Thanh Lam. Chắc chắn bọn họ sẽ phải chết. Lão già có giọng nói khàn khàn co rúm khóe mắt, mở miệng, cho dù như thế nào, nhất định phải tìm ra kẻ này. Viện trưởng Tề lắc đầu, không cần tìm, tôi biết cậu ta đang ở đâu. Ồ, tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn qua. Trong bóng tối, viện trưởng Tề lộ ra một nửa khuôn mặt dữ tợn, nếu mấy người là con của yêu nữ kia, sau khi trở lại Côn Lôn Hư, trước tiên sẽ đi làm cái gì? Phòng họp an tĩnh lại. Sau một lát, một giọng nói lạnh như băng hiểu ra, tôi biết rồi, nhà họ Diệp ở Côn Lôn Hư. Vèo, vô số ánh mắt nhìn về phía phương hướng nhà họ Diệp. Sát ý lạnh thấu xương. Cùng thời gian, Lưu Ly Tông, thần nữ Phong. Mộc Tuyết Tình kích động chạy đến, Nhược Dư, trời ạ, người đàn ông của cô rất khủng bố. Không thể tưởng được người đàn ông của cô chính là sát thần Diệp Bắc Phong, một mình anh ta có thể tiêu diệt đế quốc Thanh Long. Hả? Chu Nhược Dư kinh ngạc hô lên một tiếng, nắm lấy tay Mộc Tuyết Tình, chị Tuyết Tình, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mộc Tuyết Tình đang định giải thích. Một lão già không biết khi nào đã xuất hiện ở phía sau hai người. Giọng nói lạnh như băng truyền đến, hai người đang nói cái gì về sát thần Diệp Bắc Phong vậy? Người đàn ông của Nhược Dư là sao? Hai người đồng loạt quay đầu lại, lúc nhìn thấy lão già kia, tất cả đều cúi đầu. Diệp Bắc Minh chỉ tùy tiện hỏi mấy người tu võ liền biết nhà họ Diệp ở chỗ nào. Anh lập tức đi đến đó. Côn Lôn Hư, ngoài cửa lớn nhà họ Diệp. Lúc nhà họ Diệp ở thời điểm đỉnh cao, trong gia tộc có một võ đế, cũng được coi là gia tộc đứng đầu trong các gia tộc hạng ba. Hiện giờ, lại biến thành một nơi rách nát hoang vắng. Diệp Bắc Minh bay thẳng đến cửa lớn nhà họ Diệp. Ở cửa có hai người đàn ông trung niên võ tôn trung kỳ đứng gác, mặc trang phục giống nhau, khí thế mạnh mẽ. Một người đàn ông trung niên trong đó cười lạnh, nhóc con, Huyết Nguyệt Môn chúng tôi đang làm việc, biết điều thì mau chóng cút đi. Diệp Bắc Minh nhướng mày, Huyết Nguyệt Môn, nơi này không phải nhà họ Diệp sao? Ánh mắt người đàn ông trung niên lạnh như băng, Huyết Nguyệt Môn tôi làm việc, còn cần giải thích với cậu sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, à, anh vẫn đi đến cửa nhà họ Diệp. Con mẹ nó, muốn chết à? Người đàn ông trung niên gầm lên một tiếng, túm lấy đao sắt màu đen bên cạnh, trực tiếp bổ về phía đầu Diệp Bắc Minh. Đao sắt rơi xuống. Lúc chỉ còn cách Diệp Bắc Minh khoảng một mét. Lại bị một khí thế mạnh mẽ ngăn cản. Không thể tới gần anh một chút nào. Cậu! Người đàn ông trung niên vô cùng sợ hãi, cậu là ai? Diệp Bắc Minh dẫm chân xuống một cái, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Trong nháy mắt người đàn ông trung niên đã hóa thành mưa máu. A! Một người đàn ông trung niên khác sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Bắc Minh không nhìn người này. Chỉ đi vào sâu bên trong nhà họ Diệp. Đại sảnh nhà họ Diệp. Một người đàn ông khoác da hổ đang ngồi ở vị trí gia chủ. Phía dưới, tất cả mọi người nhà họ Diệp đều đứng ở đó. Sắc mặt ai nấy đều vô cùng trắng bệch. Trong đám người có một ông lão cực kỳ suy yếu, đôi môi tái nhợt, La Thiên Bá, nhà họ Diệp tôi tuy rằng nghèo túng, nhưng không thể cho phép ông làm nhục như vậy. Ha 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 ha. La Thiên Bá điên cuồng cười. Diệp Nam Thiên, ông cho rằng nhà họ Diệp của ông vẫn là nhà họ Diệp lúc trước sao? Nếu biết điều thì hãy giao tất cả cửa hàng và khế đất của nhà họ Diệp ra đây. Nói không chừng tôi sẽ còn nể mặt mấy người là bạn cũ mà xác nhập nhà họ Diệp của mấy người vào Huyết Nguyệt Môn. Về phần ông, tôi sẽ cho ông một chức tiểu đường chủ, cũng không phải là không có khả năng. Diệp Nam Thiên cắn răng, nhìn chằm chằm La Thiên Bá, ông nằm mơ đi. Ha ha, lão già kia. Ông rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Ánh mắt La Thiên Bá trầm xuống, bộc phát ra sát khí lạnh như băng. Sau đó nâng tay lên đè xuống trong không khí. Ầm ầm, một khí tức khủng bố truyền đến. La Thiên Bá là võ thánh đỉnh phong, Diệp Nam Thiên căn bản không chịu nổi. Một tiếng răng rắc vang lên. Diệp Nam Thiên quỳ xuống đất, đầu gối và mặt đất đồng thời nứt ra, máu tươi chảy đầm đìa. Ông nội! Một cô gái xông lên, chuẩn bị đỡ Diệp Nam Thiên dậy.
La Thiên Bá đã sớm chú ý tới cô gái này. Tuy rằng hơi yếu, nhưng dáng vẻ xinh đẹp động lòng người lại càng khiến trong lòng gã như có ngọn lửa thiêu đốt. Gã vung tay lên, một lực lượng kéo cô gái đến bên người. Sau đó bắt lấy cổ tay cô gái, ha ha ha, mềm mại thật đấy. Ông buông ra, cô gái giãy giụa, mí mắt Diệp Nam Thiên như muốn nứt toác, La Thiên Bá, nếu ông muốn tài sản của nhà họ Diệp thì cứ việc cầm đi. Không được làm Uyển Thu tổn thương. Ánh mắt La Thiên Bá sáng ngời, nhìn cô gái bị mình bắt lấy cổ tay, Uyển Thu. Cô tên là Diệp Uyển Thu. Diệp Nam Thiên, mặc dù nhà họ Diệp mấy người rất vô dụng. Nhưng phụ nữ nhà họ Diệp mấy người lại đều là cực phẩm. Ánh mắt La Thiên Bá nóng như lửa. Khí nóng phun ra từ lỗ mũi phả vào khuôn mặt Diệp Uyển Thu. Cô ấy gần như muốn ngất đi. Năm đó Diệp Thanh Lam có thể nói là có sắc đẹp xuất sắc nhất cả Côn Lôn Hư. Chỉ tiếc là Diệp Thanh Lam cực phẩm này lại không biết sĩ diện, không biết là mang thai con hoang của ai. Nếu để ông đây chơi, bảo tôi sống lâu thêm 30 năm nữa tôi cũng đồng ý. Bỗng nhiên, một giọng nói như đến từ sâu trong địa ngục truyền đến, ai to gan như thế, dám sỉ nhục mẹ tôi. Cơ thể già nua của Diệp Nam Thiên run lên. Chẳng lẽ là, ông ta không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi với dáng người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng đi vào. Cậu là, đồng tử Diệp Nam Thiên co rụt lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ông ta ngần ngấn nước mắt, giống, thật sự là quá giống, Minh Nhi. Con chính là Minh Nhi đúng không, cuối cùng con đã trở lại. Diệp Bắc Minh nhướng mày, giọng nói có chút lạnh lùng, ông là. Anh tạm dừng một chút, ông ngoại trên danh nghĩa của tôi. Đám người nhà họ Diệp vô cùng khiếp sợ. Thanh niên này chính là con của Diệp Thanh Lam. Cậu ấy đã trở về. Diệp Uyển Thu ngây người, đôi mắt đẹp trừng lớn, cũng không biết nói gì. Cô ấy cứ ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh như vậy, à. Anh là. Anh Minh mà ông nội từng kể với em. Trong mắt La Thiên Bá là sát ý lạnh như băng, mấy người coi ông đây không tồn tại sao. Đậu má. Nhóc con, mặc kệ cậu là ai, quỳ xuống cho tôi. Vèo. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh dừng ở trên người La Thiên Bá, một sát ý khủng bố bao phủ lấy gã. Giờ phút này, La Thiên Bá cảm thấy người mình đang đối mặt không phải người, mà là thần chết. Gã không nhịn được run rẩy một chút. Như rơi vào vực sâu. La Thiên Bá cảm giác được nguy hiểm, giết cậu ta cho tôi, giết cậu ta. Hơn 10 người huyết nguyệt môn xông lên. Nhưng bọn họ còn chưa chạm được vài Diệp Bắc Minh đã bay ra, chết ngay lập tức. Cậu! La Thiên Bá cực kỳ hoảng sợ, bóp chặt cổ Diệp Uyển Thu, cậu còn dám tiến lên một bước, tôi sẽ giết cô ta. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, ha ha. Anh vẫn tiếp tục tiến lên, căn bản không sợ uy hiếp. Con mẹ nó, cùng lắm thì cá chết lưới rách. La Thiên Bá dùng sức, muốn bóp nát cổ họng Diệp Uyển Thu. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã tới trước mặt La Thiên Bá, trực tiếp bắt lấy cánh tay kia. Răng rắc, một cánh tay bị xé rách xuống. La Thiên Bá đau đớn không ngừng kêu thảm thiết, đang định ra tay. Diệp Bắc Minh đã đá ra một cú. Rầm, La Thiên Bá bay ra, tạo thành một lỗ thủng khủng bố trên tường, hóa thành một bãi máu. Tất cả mọi người nhà họ Diệp đều chấn động. Khuôn mặt già nua của Diệp Nam Thiên vô cùng kích động, đôi mắt sáng ngời. Thực lực của Diệp Bắc Minh quá mạnh mẽ. Vượt qua tưởng tượng của ông ta. Ánh mắt Diệp Uyển Thu cũng tỏa sáng, khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, đây là anh Minh đó sao? Thật mạnh, thật đẹp trai. Sau đó, Diệp Bắc Minh xoay người một cái, thay thế La Thiên Bá ngồi ở vị trí gia chủ, nói đi, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện về mẹ tôi. Tôi không muốn nghe được một lời nói dối, nhà họ Diệp sống hay chết đều phụ thuộc vào suy nghĩ của mấy người. Người nhà họ Diệp ai nấy đều thầm kêu không ổn. Nhìn bộ dạng của Diệp Bắc Minh có vẻ như cũng không có nhiều ấn tượng tốt đối với nhà họ Diệp. Một người đàn ông giận dữ nói, thằng nhóc kia, thái độ của cháu vậy là sao? Nếu như cháu là con trai của Diệp Thanh Lam thì ông cụ kia chính là ông ngoại của cháu đấy. Thân là con cháu của nhà họ Diệp lại dám dùng thái độ như vậy để nói chuyện với trưởng bối à? Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn người đó một cái, ông là ai đấy? Hừ, người đàn ông kia hừ lạnh rồi đáp, tên cậu là Diệp Thanh Dương, mẹ của cháu tên Diệp Thanh Lam, cháu nói thử coi cậu là ai hả? Ồ,
Diệp Bắc Minh có chút hứng thú mà nhìn người nọ, nếu nói như vậy, trên danh nghĩa thì ông là cậu của tôi rồi. Diệp Thanh Dương giận tái cả người, nhóc con, cậu trên danh nghĩa là cái gì cơ? Cậu chính là cậu của cháu, là cậu ruột luôn ấy. Diệp Bắc Minh gật nhẹ đầu, quỳ xuống đi rồi nói chuyện. Đùng! Một luồng sức mạnh đè nén khủng bố ập thẳng vào mặt. Diệp Thanh Dương hoàn toàn chịu không nổi. Ầm một tiếng ngã quỵ xuống đất, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Bố! Vẻ mặt Diệp Uyển Thu hốt hoảng, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Anh Minh, anh đừng đối xử với người nhà của mình như thế chứ. Em cầu xin anh đó, bỏ qua cho mọi người đi mà. Ha 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 ha! Diệp Bắc Minh cười lớn, dùng nét mặt tràn trề thất vọng mà nhìn người nhà họ Diệp, người nhà. Đám người này xứng làm người nhà của tôi chắc. Năm đó khi mẹ tôi bị người ta đuổi giết, cái đám gọi là người nhà các người đang ở đâu? Tôi lưu lạc giữa giới phàm tục, mấy người dám nói không biết đến sự tồn tại của tôi ư? Mấy người lại đang ở đâu? Nói thật, nếu không phải là vì tôi muốn đi tìm manh mối của mẹ mình, các người cho rằng tôi sẽ đến nhà họ Diệp hả? Diệp Thanh Dương ngây người, tức giận quát, thằng nhóc khốn nạn nhà cháu. Cháu có biết năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Tình hình khi đó phức tạp hơn những gì cháu nghĩ nhiều. Con mẹ nó, cháu thật là làm cho cậu tức chết. Con người Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, sát ý tấn công tới. Diệp Nam Thiên hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Minh Nhi, ông biết con đang tức giận. Chuyện này là ông ngoại sai, nếu như con cảm thấy nhà họ Diệp rất có lỗi với con. Ngay từ bây giờ ông sẽ lập tức quỳ xuống. Dập đầu xin con tha lỗi. Diệp Nam Thiên đi đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Nhắm mắt lại, cơ thể già nua mềm nhũn. Chậm chậm quỳ xuống. Ông cụ à! Gia chủ! Ngài làm gì vậy? Làm gì có ông ngoại nào lại đi quỳ trước cháu mình cơ chứ? Ngài mau đứng dậy đi mà! Người nhà họ Diệp thay nhau gào giống, hai tròng mắt sắp sửa rớt ra bên ngoài, đong đầy tơ máu. Mọi người nhanh chóng tiến lên. Định đỡ Diệp Nam Thiên dậy. Diệp Nam Thiên giận dữ quát một tiếng, tất cả dừng tay hết cho tôi, đây là nhà họ Diệp chúng ta nợ Minh Nhi. Diệp Bắc Minh cũng sợ mất mật, không ngờ rằng Diệp Nam Thiên lại đột ngột quỳ xuống, tốt nhất là ông nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Diệp Nam Thiên gật đầu, Minh Nhi, đây là bức thư mà Thanh Lam để lại, dành cho con. Con tự mình đọc đi, trong đó đã nói rõ mọi chuyện. Trái tim Diệp Bắc Minh bắt đầu đập mạnh. Nhìn chằm chằm bức thư đã ố vàng trong tay Diệp Nam Thiên. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, có lẽ đều được viết ở bên trong. Phất tay một cái. Bức thư đã bay vào trong tay Diệp Bắc Minh. Mở ra nhìn thử. Một dòng chữ viết thanh tú đập vào trong mắt. Minh Nhi. Khi con đọc được lá thư này, có lẽ con đã được gặp người nhà họ Diệp rồi nhỉ. Chuyện năm xưa, mẹ cũng có thể nói cho con. Nếu như con đã luyện thành công nửa phần đầu của Long Đế Quyết, hơn hết còn tiến vào cảnh giới võ đế. Vậy thì cũng có thể đến rừng rậm âm ảnh giải cứu tiền bối Long Đế, lấy được nửa bộ Long Đế Quyết phía sau. Tiền bối Long Đế giữ lại một phần tàn hồn, nếu như con không trở thành võ đế, có khả năng sẽ bị ông ấy đoạt xác. Tiền bối Long Đế có thân phận to lớn, nếu như con nhận được sự chỉ điểm của ông ấy, tu luyện bộ phận còn lại của Long Đế Quyết thì sẽ được tung hoành ở Côn Luân Hư. Đến lúc đó con sẽ có thể băng qua rừng rậm ma thú, đi đến Hoàng Triều Đại Chu tìm bọn mẹ. Con người Diệp Bắc Minh khẽ co rụt lại. Bọn mẹ, chẳng lẽ là bố và mẹ ư? Hơi thở nặng nề. Có hơi gấp gáp mà đứng dậy. Rồi lại tiếp tục nhìn phía dưới. Nếu như thực lực của con không đủ, hoặc là hoàn toàn không có bước lên con đường tu võ. Vậy thì đến năm con 30 tuổi, cũng vẫn sẽ nhận được lá thư này, mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ. Làm một người bình thường là tốt rồi. Cả bố và mẹ đều là người thu võ, không được chọn số phận của mình, không có cách nào để ở lại bên cạnh con. Con chỉ cần biết rằng bố mẹ rất yêu con, không giữ con bên cạnh là vì muốn bảo vệ con. Nhớ kỹ, con đừng trách móc nhà họ Diệp ở Côn Luân Hư, là do mẹ không muốn liên lụy đến bọn họ. Kẻ thù của bố mẹ rất mạnh mẽ, rất kinh khủng, rất nguy hiểm. Nếu như mẹ tiếp tục qua lại với nhà họ Diệp thì sẽ kéo bọn họ vào vực sâu muôn đời không thể trở lại. Mẹ sẽ tìm một cặp vợ chồng hiền lành để nuôi dưỡng con nên người. Nếu như không ngoài dự đoán, cuộc đời con sẽ rất bình thường cho đến năm 30 tuổi,
ngay ngày sinh nhật 30 tuổi sẽ có người nói cho con tất cả những điều này. Minh Nhi, sống thật tốt nhé. Ký tên, Diệp Thanh Lam. Sau khi đọc xong tất cả những chữ này, Diệp Bắc Minh đứng ngơ ngẩn tại chỗ, đây là sự thật của năm đó sao? Diệp Nam Thiên gật đầu, đây chính là toàn bộ sự thật. Diệp Thanh Dương không vui nói, thằng khốn này, nếu như bọn cậu không cưng chiều cháu, không thương cháu. Sao lại đưa Long Đế Quyết cho cháu cơ chứ? Cháu biết không, Long Đế Quyết chính là lời hẹn ước giữa tổ tiên nhà họ Diệp chúng ta và một bậc tiền bối kinh khủng. Nếu như nhà họ Diệp có người thích hợp để tu luyện Long Đế Quyết thì sẽ giao vật này cho người đó. Còn có tấm lệnh bài huyền thiết kia trong tay cháu, chỉ cần lấy ra thôi là đã có thể tham gia vào tông môn bậc nhất ở Côn Luân Hư. Cái thằng Diệp phi phàm xúc vật đó dùng hết mọi thủ đoạn ông cụ còn không chịu nhả ra nữa là. Cháu còn dám nói bọn cậu đối xử với cháu không tốt. Cháu quả thật làm cho cậu tức chết mà. Diệp Uyển Thu gật cái đầu nhỏ, anh Minh, em có thể làm chứng. Ông nội thường xuyên lén lút nhắc tới anh, lại còn trả lại rất nhiều món đồ chơi chuẩn bị hồi anh còn bé. Chỉ tiếc rằng anh không có cơ hội chơi, tất cả đều được đặt ở chỗ của em. Diệp Uyển Thu nhấc tay. Từ bên trong nhẫn chứa vật rơi ra một vài món đồ chơi như con ngựa gỗ, kiếm gỗ các loại. Vừa nhìn đã thấy là chuẩn bị riêng cho con trai. Bên trên còn khắc tên của Diệp Bắc Minh. Diệp Uyển Thu nhẹ chậc lưỡi, anh Minh, thật xin lỗi. Có vài món đồ chơi bị em chơi ké hư mất rồi. Âm thanh của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến, nhóc con, những vật này đã có chút niên đại rồi rồi, ít nhất cũng phải mười mấy 20 năm. Hẳn không phải là giả. Đáy lòng Diệp Bắc Minh thoáng động đậy. Diệp Nam Thiên khẽ mỉm cười, chuyện đều đã qua, Minh Nhi quay về là tốt rồi. Nét mặt Diệp Bắc Minh nghiêm túc, nếu đã vậy thì cha của tôi là ai? Tại sao mẹ tôi lại bị Học Viện Thiên Thần? Cung Hạo Miểu và Đế Quốc Thanh Long đuổi giết. Diệp Nam Thiên thở dài một hơi, mẹ của con có thiên phú rất khủng khiếp, là người duy nhất có thể xuyên qua rừng rậm ma thú, hơn nữa lại còn quay lại an toàn trong mấy trăm năm trở lại đây. Trên người con bé ấy, có vô vàn bí mật. Đám người thuộc Học Viện Thiên Thần, Cung Hạo Miểu và Đế Quốc Thanh Long muốn tìm hiểu bí mật ở trên người mẹ con, lại càng muốn biết võ kỹ mà con bé tu luyện. Mẹ con rời khỏi nhà họ Diệp. Phần vì muốn bảo vệ nhà họ Diệp, nhưng hơn hết là để bảo vệ con đó. Nói đến đây, Diệp Nam Thiên xúc động. Phụt! Đột nhiên, trái tim bởi vì quá mức kích động mà rạn nứt, phun ra một ngụm máu đen như mực. Ông cụ! Bố! Ông nội! Người nhà họ Diệp loạn thành một nồi cháo heo, tất cả ai nấy đều xông lên phía trước đỡ lấy Diệp Nam Thiên. Diệp Bắc Minh cũng hét lớn một tiếng, ông ngoại! Anh tách đám người ra. Đi đến bên cạnh Diệp Nam Thiên, khuôn mặt tràn ngập áy náy, thật xin lỗi, ông ngoại, con chưa làm rõ sự thật mà đã oán hận nhà họ Diệp. Diệp Thanh Dương vô cùng tức giận, Phùng Mang trợn mắt nói, nhóc khốn nạn này, cháu còn bắt ông cụ phải quỳ xuống nữa cơ. Diệp Bắc Minh hơi bối rối, khụ khụ, cậu à, cháu không ngờ là. Hi hi, được rồi, đàn ông nhà họ Diệp chúng ta không để ý mấy việc lặt vặt. Diệp Thanh Dương cười một tiếng thật bỉ ổi. Sau này lại cưới vài cô vợ, giúp nhà họ Diệp có thêm mấy đứa nhóc trắng trẻo mập mạp thì cậu tha thứ cho cháu. Hoàn toàn không có dáng vẻ trưởng bối. Diệp Bắc Minh ngây người tại chỗ. Diệp Uyển Thu lo lắng không thôi, bố đừng có đùa giỡn nữa. Mau cứu ông nội đi, ông nội sắp không xong rồi kìa. Sắc mặt Diệp Bắc Minh khựng lại, cúi đầu nhìn. Diệp Nam Thiên nhắm chặt đôi mắt, vị trí giữa hai đầu chân mày có một ngọn lửa đen kịt. Chỗ lồng ngực lại còn xuất hiện một luồng khí đen nồng đậm. Đang chậm rãi di chuyển đến tim. Diệp Bắc Minh cau mày, trúng độc. Diệp Thanh Dương cắn răng, đều là chuyện tốt của thằng Diệp phi phàm đáng chết kia, ông cụ không chịu giao chức gia chủ ra cho hắn. Thằng khốn nạn đó lại hạ độc tất cả mọi người trong nhà họ Diệp, hiện giờ mạng sống của bọn cậu đều nằm trong tay thằng hèn Diệp phi phàm đó. Chỉ có trong tay Diệp phi phàm mới có thuốc giải. Chúng tôi cũng thử dùng rất nhiều biện pháp, mời thử rất nhiều người, hoàn toàn không có cách nào giải được độc. Nếu không phải tất cả mọi người đều trúng độc, sao chúng tôi lại bị Huyết Nguyệt Môn làm khó dễ được chứ? Nếu như không tìm được Diệp phi phàm thì chúng tôi ai ai cũng chết là cái chắc. Người nhà họ Diệp lên tiếng. Người nào người nấy đều rất tức giận. Ánh mắt Diệp Bắc Minh kỳ quái, mở miệng nói, Diệp phi phàm đã bị tôi giết rồi.
Soạt. Giây tiếp theo. Tầm mắt tất cả mọi người đều đặt hết lên người Diệp Bắc Minh. Cái gì cơ? Diệp Phi Phàm bị cháu giết rồi. Mọi người đều sửng sốt. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng vậy, cậu ta đến giới phàm tục để làm phiền tôi nên bị tôi giết chết luôn rồi. Khóe miệng Diệp Thanh Dương chợt co rút lại, xong rồi, xong hết rồi. Diệp Nam Thiên nở một nụ cười, Minh Nhi, trước khi chết con còn có thể trở về nhà họ Diệp, ông ngoại có chết cũng không nuối tiếc. À, không muốn đâu. Ông cụ, bọn con không muốn chết mà. Người nhà họ Diệp kêu rên đầy trời. Trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Phi Phàm chết, không ai biết được thuốc giải của loại độc trong người bọn họ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ông ngoại, ông yên tâm đi, mọi người sẽ không chết. Mọi người chúng phải độc mạn đà la và hóa công tán của Tây Vực. Loại độc này ở trong mắt tôi, căn bản còn không được gọi là độc. Giây tiếp theo. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Vèo. Diệp Bắc Minh tiện tay lôi ra vài cây ngân châm, đâm thẳng vào trong người Diệp Nam Thiên. Phụt. Diệp Nam Thiên khạc ra một ngụm máu đen, khí đen trên mặt và ngực cũng tan bớt một ít, không thể nào, đan điền của ông có cảm giác. Có thể lại lần nữa ngưng tụ nội lực. Cổ tay Diệp Bắc Minh lật một cái, ông ngoại, ăn viên đan dược này đi. Trong vòng 3 ngày sẽ khôi phục được thực lực võ đạo. Đây là... Diệp Nam Thiên kinh ngạc. Những người khác thuộc nhà họ Diệp đều nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay Diệp Bắc Minh. Tổng cộng có 4 vệt đan văn, đây con mẹ nó chính là đan dược cấp thiên phẩm. Đù má! Diệp Thanh Dương ngây người, mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, thằng nhóc kia, đây chính là đan dược cấp bậc thiên phẩm, giá trị liên thành đó. Thứ này lấy ra để khôi phục thực lực có phải là quá lãng phí rồi không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không sao đâu, loại đan dược này cháu còn nhiều lắm. Anh thẳng thừng lấy đan dược ra. Cho mỗi một người thuộc nhà họ Diệp một viên đan dược cấp bậc thiên phẩm. Má ơi! Diệp Thanh Dương bối rối hết cả người. Vẻ mặt của những người khác trong nhà họ Diệp cũng khiếp sợ vô cùng, cứ như là đang nằm mơ. Đây chính là đan dược cấp bậc thiên phẩm, cũng không phải kẹo. Diệp Bắc Minh vậy mà lại phát cho mỗi người một viên. Thật là quá vô lý. Sắc mặt Diệp Nam Thiên đông cứng. Hoàn toàn không dám ăn viên đan dược cấp thiên phẩm kia, Minh Nhi, loại đan dược thiên phẩm này quý giá quá, ông ngoại không ăn được đâu. Đan dược ở cấp bậc này, ít nhất cũng có thể đổi được 1.500 tệ. Hơn nữa có giá mà không nhiều người bán, có tiền cũng mua không được đâu. Mọi người đều trả đan dược lại cho Minh Nhi hết đi, để cho thằng bé đi đổi thành tài nguyên tu võ, gia tăng thực lực võ đạo. Diệp Bắc Minh cười nói, ông ngoại. Loại đan dược này là do chính tay con luyện ra. Dùng dược liệu cỡ chừng 1.000 năm là được, giá gốc cũng không cao lắm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thôi. Vì để cho ông ngoại yên tâm. Anh vung tay lên. Lại có trên 100 viên đan dược thiên phẩm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mỗi viên đều có 4 đạo đan văn. Không chỉ như thế, trên đan dược còn lộ hơi thở mới tinh. Chắc chắn là đan dược mới luyện chế gần đây. Hít hà. Người nhà họ Diệp hô hấp thô nặng, há miệng thở hổn hển. Trái tim ai cũng cuồng loạn đập bình bịch. Sảnh lớn yên tĩnh như chết. Diệp Thanh Dương suýt chút nữa nhảy dựng lên, trời ạ. Cháu trai lớn, cháu muốn lên trời hả? Nhà họ Diệp chúng ta đúng là nhặt được của quý. Cháu trai lớn, cậu yêu cháu chết mất. Diệp Thanh Dương xông lên, ôm Diệp Bắc Minh nâng lên cao. Diệp Uyển Thu ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh, đôi mắt tràn ngập kích động. Anh Minh có một tay y thuật nghịch thiên, dùng mấy cây ngân châm liền giải được độc dược bọn họ chúng phải. Ngoài ra còn là một vị đan vương. Diệp Bắc Minh xấu hổ, khụ khụ, cậu buông cháu xuống, để cháu giải nốt độc cho mọi người đã. Được, được. Diệp Thanh Dương kích động gật đầu. Trong nháy mắt Diệp Bắc Minh được buông xuống. Âm thanh của tháp càn khôn chấn ngục truyền đến, nhóc, phiền phức đến. Tốc độ rất nhanh, tổng cộng 6 người. Đều là cảnh giới võ thần. Sắc mặt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, 6 võ thần. Một giây sau, một giọng nói lạnh như băng truyền đến, hóa ra đang ngồi ôn chuyện à, sát thần Diệp Bắc Phong tới rồi sao? 6 lão giả mang sát ý nghiêm nghị rơi từ trên trời xuống. Đứng ở trong viện nhà họ Diệp. Ầm ầm, một người lão giả trong số đó ra tay, một thanh trường kiếm lạnh lẽo chém ra, trực tiếp chém ngang sảnh lớn nhà họ Diệp.
Một nửa phía trên sảnh lớn nhà họ Diệp bay ra ngoài, nổ tung ầm ầm. Tất cả mọi người đứng trong căn nhà mất nóc. Đôi mắt của sáu vị lão giả liếc qua người nhà họ Diệp. Không hề chú ý đến Diệp Bắc Minh. Anh mới cảnh giới võ tôn sơ kỳ. Hơn nữa anh dùng gương mặt thật để gặp người nhà họ Diệp. Không hề bị chú ý. Một lão giả có đôi mắt như chim ưng hà khắc mở miệng, sát thần Diệp Bắc Phong đâu? Tên kia không đến nhà họ Diệp. Đột nhiên, đây là, đan dược thiên phẩm. Một lão giả kinh ngạc hô lên, con người có rút, từ đâu mà chúng mày có được nhiều đan dược thiên phẩm như vậy? Năm người lão giả còn lại cũng giật mình, ánh mắt trở nên tham lam, không ngờ hôm nay tới nhà họ Diệp lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Giao ra đây tất cả đan dược thiên phẩm, nếu không, chết. Ong, một cỗ uy áp khủng bố mãnh liệt đè ép xuống như sóng thần. Tất cả mọi người nhà họ Diệp đều bị uy nghiêm của võ thần chèn ép đến quỳ rạp xuống đất. Này này, những người này đều là cảnh giới gì? Thân thể đám người Diệp Nam Thiên, Diệp Thanh Dương run lẩy bẩy. Trái tim bị dọa đến sắp nổ tung. Với thực lực của bọn họ, hoàn toàn không thể cảm nhận được cảnh giới của sáu vị lão giả này. Chỉ có một mình Diệp Bắc Minh vẫn đứng tại chỗ. Anh phun ra hai chữ, võ thần. Cái gì? Võ thần. Trời ạ! Mọi người nhà họ Diệp đồng loạt hít hà, suýt chút nữa bị dọa đến nằm sấp xuống. Võ thần! Đây chính là võ thần đó. Từ xưa đến nay, tổ tiên mạnh mẽ nhất của nhà họ Diệp cũng chỉ là một vị võ đế đỉnh phong. Hôm nay bọn họ gặp phải sáu vị võ thần. Thằng nhóc này là ai? Một tên võ tôn yếu nhất lại không quỳ. Còn nhìn ra thực lực của chúng ta, có chút thú vị. Giọng nói ngạo mạn mang theo một chút nghiền ngẫm. Tạch! Sáu ánh mắt đồng loại rơi xuống người Diệp Bắc Minh, thằng nhóc, mày là người phương nào? Vì sao không quỳ, muốn chết phải không? Diệp Bắc Minh bước lên trước một bước, quanh người bộc phát ra một cỗ sát khí kinh khủng. Một hư ảnh hình rồng màu đỏ như máu xông ra khỏi thân thể, sát thần, Diệp Bắc Phong. Cái gì? Sáu lão giả giật nảy mình, mày chính là Diệp Bắc Phong. Mày thật sự chỉ có cảnh giới võ tôn. Làm sao có thể? Sắc mặt bọn họ không ngừng thay đổi, vô cùng ngoài ý muốn. Một giây sau. Tạch. Sáu người sôi nổi tản ra, bày ra thế vây quanh, bao bọc xung quanh Diệp Bắc Minh. Đối mặt với khí thế của sáu võ thần, người nhà họ Diệp sớm đã bị dọa đến hồ đồ. Chỉ có mình Diệp Bắc Minh. Anh mỉm cười, chợt nói, Long Đế, giao cho ông. Giọng Long Đế truyền đến, ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, sao cậu biết tôi bằng lòng ra tay? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt đáp, ông không muốn ra tay cũng được, tôi có thể bảo tháp càn khôn chấn ngục giúp tôi bùng nổ. Nhưng, nếu ông ra tay, tôi sẽ không cần lãng phí chân nguyên. Anh không muốn lãng phí chân nguyên. Cho nên, dứt khoát để Long Đế ra tay là được. Long Đế không biết nói gì, cậu cũng biết làm ăn đó. Tôi có thể ra tay. Nhưng tinh huyết của sáu người này tôi muốn tất. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, được, nhẫn chữ vật trên người bọn họ của tôi. Thành giao. Giọng Long Đế truyền đến. Hơi thở Diệp Bắc Minh đột nhiên tăng vọt, trong cơ thể anh bắn ra vô tận sát khí. Như núi lửa phun trào. Bầu trên phía trên toàn bộ nhà họ Diệp lập tức trở nên đen kịt. Bị biển máu bao phủ. Một đầu huyết long với hơi thở dữ tợn hiện ra sau lưng Diệp Bắc Minh. Mí mắt sáu võ thần nhảy liên tục, cảm giác nguy cơ đánh úp lại. Một vị lão giả hét to, lập tức ra tay, phế đi kẻ này. Tên này rất kỳ quặc, phế đi đan điền của cậu ta đã rồi hắn nói. Đánh gãy tay chân của tên này, biến cậu ta thành người tàn phế, rồi từ từ ép hỏi bí mật của cậu ta. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Chớp mắt xuất hiện trước mặt lão giả đang nói chuyện, mày nói nhiều nhỉ. Chết đi. Anh đưa tay chộp về phía yết hầu lão giả. Ông Kim cẩn thận. Một lão giả khác quát một tiếng lớn. Đôi mắt ông Kim lạnh như băng, tàn khốc cười đáp sát thần. Ha ha, lão phu muốn thử xem, mày là sát thần cái gì? Quỳ xuống cho lão phu. Cánh tay khô héo của ông Kim giơ lên, đột nhiên phát lực, bộc phát ra âm thanh phá không. Nện về phía bả vai Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đưa tay chế trụ cánh tay ông Kim. Bàn tay tạo thành dáng như long chảo, rồi dùng sức kéo một phát.
cánh tay ông Kim lập tức xuất hiện 5 vết chảo máu me đầm đìa. Bắp thịt và mạch máu đều bị xé rách xuống. A, à, con chó, tay của tao, mày đáng chết. Ông Kim tức giận gào thét. Trong tay ông ta xuất hiện thêm một trường đao đen nhánh, chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh hừ lạnh, trước mặt Long Đế ta, bất kỳ vũ khí gì đều là rác rưởi. Anh trực tiếp dùng tay nắm lấy trường đao. Rồi đấm một quyền. Vào đúng lồng ngực ông Kim. Gào giống. Một tiếng rồng ngâm vang vọng vòng trời. Chợt thấy. Một con huyết long bay ra từ nắm đấm của Diệp Bắc Minh. Xuyên qua thân thể ông Kim. Vị trí trái tim ông Kim xuất hiện một lỗ thủng kinh người. Trái tim biến mất. Thân thể ông Kim cứng còng, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh, mày. Mày rốt cuộc là quái vật gì? Ông ta là võ thần mà. Thủ đoạn cả người còn chưa kịp dùng ra đã bị một quyền đấm nát trái tim. Diệp Bắc Minh cười ngạo nghễ, tao chính là Long Đế. Sau đó tiện tay vò nát đầu ông Kim. Ông Kim, 5 người khác đều bị dọa choáng váng. Quá mẹ nó kinh khủng. Cuối cùng bọn họ cũng biết. Vì sao Cổ Thước Kim và Võ Tam Thiên ngã xuống tại Hoàng Cung Thanh Long? Diệp Bắc Minh có thực lực khủng bố nhường này, giết võ thần hoàn toàn không kỳ quái. Diệp Thanh Dương sắp bị dọa chết bố, đù má Tiểu Minh là cảnh giới gì vậy? Mấy lão giả này thật sự là võ thần sao? Sao con cứ cảm thấy bọn họ chẳng giống võ thần gì cả? Trên khuôn mặt già nua của Diệp Nam Thiên toàn là chấn động, con hỏi bố bố biết hỏi ai? Nhưng có một điều. Thực lực của Minh Nhi còn kinh khủng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Những người khác cũng nhà họ Diệp cũng vô cùng rung động. Ông Kim kia thật là võ thần ư. Diệp Bắc Minh một quyền giết chết võ thần. Sao cứ có cảm giác như đang nằm mơ. Một lão già dữ tợn, giận dữ hét lớn, mọi người cùng nhau ra tay, đừng cho cậu ta bất kỳ cơ hội nào. Huyết quang trên người thằng chó này rất mãnh liệt, phỏng chừng dùng đủ thứ thủ đoạn thiêu đốt tinh huyết. Chỉ cần chúng ta đứng ở xa xa tấn công, cậu ta tuyệt đối không thể khiến chúng ta bị thương. Bốn lão giả khác đồng loạt gật đầu, ông Mạnh nói rất đúng. Vèo. Bọn họ nhanh chóng lui lại, tự mình lấy ra vũ khí, muốn tấn công Diệp Bắc Minh từ xa. Diệp Bắc Minh cười một tiếng rất có thâm ý, lạnh như băng nhìn ông Mạnh, mày thông minh. Nếu mày đã thông minh như vậy, mày đi chết trước đi. Hai tay phối hợp, chảo về phía ông Mạnh. Sát khí màu đỏ tươi trong cơ thể dâng trào, hóa thành một con huyết long sống động như thật. Nó lao thẳng về phía ông Mạnh, rồi cắn. Đây là quái vật gì? Ông Mạnh bị dọa đến như muốn vỡ tim. Hai tay ông ta ngưng tụ chân khí, đánh một quyền về phía huyết long. Công kích của ông Mạnh như gãi ngứa cho huyết long, bị nó nuốt vào trong bụng, hóa thành một bãi xương máu. Mày đi chết cho tao. Trong chớp mắt ông Mạnh chết đi. Lão giả thứ ba gào thét lao lên. Ông ta đánh lén từ sau lưng. Khí thế hung mãnh, một quyền hung hăng đánh về phía trái tim Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh như thể không phản ứng kịp, lúc nắm đấm của ông ta cách anh chỉ có 3 mét anh vẫn không hề quay đầu. Lão giả rét lạnh cười to, ha ha ha, thằng chó, tất cả kết thúc rồi. Đột nhiên, một âm thanh lạnh như băng truyền đến, kết thúc, đúng không? Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh quay đầu lại. Với tốc độ khủng khiếp như vậy, anh quả thực như là quay đầu trong chớp mắt. Một tay của anh chộp vào nắm đấm của ông ta, tay khác bắt lấy bả vai ông ta. Anh đột nhiên dùng sức, chia thành hai. Xoẹt! Tiếng máu thịt bị xé rách truyền đến, khiến da đầu người ta tê dại. Một người võ thần sơ kỳ mạnh mẽ lại bị Diệp Bắc Minh thô bạo xé làm đôi. Chia thành hai nửa như tờ giấy. Ông Khâu, không! Ba người còn lại không nhịn được mà quát to một tiếng, con người tràn ngập tơ máu. Ừng ực, Mạnh Bạo nuốt nước miếng. Đây là võ kỹ gì? Đù, ba người còn lại hoàn toàn ngây dại, dù bọn họ có là võ thần cũng chưa từng gặp được phương thức chiến đấu như vậy. Tên điên, con mẹ nó tên kia chắc chắn là kẻ điên. Trong lòng ba tên võ thần còn lại sinh ra sợ hãi vô tận. Bọn họ soạt 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 lui lại. Danh tiếng sát thần. Hoàn toàn không phải đùa giỡn. Kẻ này có thể xứng với hai chữ sát thần. Ba người nhìn thoáng qua nhau. Một giây sau. Vèo, vèo, vèo. Bọn họ không hề do dự, đồng loạt lao ra khỏi nhà họ Diệp. Sáu võ thần đánh bất ngờ, chỉ chớp mắt đã bị Diệp Bắc Minh giết chết ba người.
ba tên còn lại bị dọa chạy. Nếu chuyện này truyền ra, có ai trên địa bàn Côn Luân dám tin tưởng? Chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ địa bàn Côn Luân. Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Bắc Minh vang lên, giờ mới muốn chạy, chúng mày không cảm thấy quá muộn sao? Thịch, dậm chân một cái, nền gạch đá dưới chân nứt ra, lõm xuống. Diệp Bắc Minh lao ra giống như bom đạn, nhằm chuẩn vào một ông lão chạy chậm nhất. Giơ chân đạp thật mạnh về phía lưng ông ta. Ông lão này cảm nhận được nguy hiểm, quay đầu nhìn theo bản năng. Vừa hay nhìn thẳng vào đôi mắt vô tình lạnh như băng của Diệp Bắc Minh, cúi đầu nhìn, một cú giáng lên lồng ngực. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, cơ thể rạn nứt. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn ông ta thêm một cái. Mũi chân nhún xuống mặt đất, sát khí trào dâng, đuổi theo một ông lão khác. Vừa lao ra được mấy trăm mét, ông lão đó đã thấy Diệp Bắc Minh đuổi đến. Ông ta biết tiếp tục bỏ chạy thì sẽ chết chắc. Bèn đột ngột dừng lại, gào thét như con sư tử, Diệp Bắc Minh, mày muốn giết tao, có thể không? Nói thế nào tao cũng là võ thần, tao chính là thần của Côn Luân hư này. Mẹ kiếp, mày là cái thá gì? Chết đi cho tao. Một thanh bảo kiếm màu máu xuất hiện trong tay người này, bùng phát ra kiếm khí băng lạnh, khóa chặt cổ họng của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không hề giảm tốc độ, lao đến đập về phía kiếm khí. Đúng thế. Anh muốn trực tiếp dùng thân thể chống lại uy lực của đường kiếm này. Ông lão nhìn thấy cảnh này, tức đến phùng mang trợn mắt, vãi. Mày tưởng lão phu dễ bắt nạt lắm hả? Đây là vũ khí phụ ma cấp 7, có thể sánh được với một đòn của võ thần đỉnh phong. Mẹ kiếp, mày đi chết đi. Nhớ kỹ tên của tao, người giết mày, Thẩm Hảo Thiên. Bảo kiếm màu máu đột nhiên lóe sáng hào quang ngút trời. Sức mạnh trong ma thú tinh hạch cấp 7, lập tức bùng phát ra. Giết về phía Diệp Bắc Minh. Phập, kiếm khí điên cuồng đập lên người Diệp Bắc Minh, một cảnh quỷ dị xuất hiện. Khoảnh khắc kiếm khí và sát khí tiếp xúc với nhau, lại liền triệt tiêu lẫn nhau. Làm sao có thể, mày là quái vật gì? Thẩm Hạo Thiên ngẩn người. Cơ thể già nua của ông ta cứng đờ tại chỗ. Giống như bị người ta thi triển định thân pháp chú vậy. Đôi mắt trừng to, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh giết đến. Hoàn toàn ngẩn người. Trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ, kẻ này đúng là sát thần, cho mình thêm một cơ hội, hôm nay có chết thì mình cũng không đến. Diệp Bắc Minh đáp đến trước người Thẩm Hạo Thiên. Đập một chưởng lên đầu ông ta. Phập, cơ thể của Thẩm Hạo Thiên bị đập lún xuống đất, máu thịt lẫn lộn, trực tiếp bỏ mạng tại chỗ. Anh chuyển ánh mắt nhìn sang người cuối cùng. A. Ông lão cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Bắc Minh, tâm trạng suy sụp. Ông ta sợ hãi đến mức còn không có ý muốn bỏ chạy, trái tim ngừng đập, đầu óc vang lên ù ù. Diệp Bắc Minh mau chóng xông đến. Liền sau đó, hai chân của ông lão mềm nhũn, lập tức phun ra một vũng chất lỏng, thuộc quỳ xuống đất, sát thần đại nhân, thuộc hạ Hàn Bát Chỉ, tình nguyện trở thành nô bộc của sát thần đại nhân. Đời đời kiếp kiếp phục vụ sát thần đại nhân, nếu làm trái lời, vạn mũi tên xuyên tim mà chết. Phập phập phập. Nhân lúc Diệp Bắc Minh đang đi đến, ông lão Hàn Bát Chỉ điên cuồng dập đầu. Đầu cũng sắp dập vỡ rồi. Máu tươi đầm đìa. Suýt. Đám người nhà họ Diệp nhìn thấy cảnh này, tất cả đều ngẩn người. Bầu không khí cả nhà họ Diệp, yên tĩnh đến đáng sợ. Ông lão này thực sự là võ thần sao? Một võ giả cảnh giới võ thần lại quỳ trước Diệp Bắc Minh. Diệp Thanh Dương há to cái miệng, cháu ngoại tôi thật nghịch thiên đấy. Diệp Uyển Thu gần như đình trệ hít thở, bất luận cô ấy há to cái miệng thế nào cũng không thể hít được luồng khí tươi mát. Hoàn toàn sợ chết khiếp. Đôi mắt già nua của Diệp Nam Thiên lập tức sáng lên, tinh thần phấn khởi, giỏi lắm. Không hổ là con cháu của nhà họ Diệp. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi đến, thú vị nói xem, tại sao tôi phải tha cho ông. Toàn thân Hàn Bát Chỉ ướt đẫm mồ hôi. Giống như chó chết bò trên mặt đất, sát thần đại nhân, nói thế nào thuộc hạ cũng là một võ thần, cậu tha cho tôi, chắc chắn có ích. Sau này có công việc gì, cậu chỉ nói một câu, thuộc hạ có thể làm giúp cậu. Hơn nữa, thuộc hạ còn là trưởng lão của Học viện Thiên Thần. Có thể điều động rất nhiều tài nguyên. Câu nói cuối cùng, mới là mấu chốt khiến Diệp Bắc Minh động lòng. Anh mới vào Côn Luân Hư, có rất nhiều chỗ cần dùng người. Thân phận và thực lực của Hàn Bát Chỉ, thực sự rất được.
Bầu không khí yên tĩnh. Hàn Bát chỉ quỳ dưới đất, cảm thấy mỗi một giây đều dài như một năm. Ông ta cũng từng nghĩ, bây giờ có nên đánh lén Diệp Bắc Minh không? Nhưng rất nhanh ý nghĩ này bị nén xuống. Bây giờ ông ta đánh lén, chắc chắn sẽ chết chắc. Chỉ có thần phục dưới chân Tử Thần đại nhân mới có cơ hội sống. Cuối cùng, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, ép ra một giọt máu tinh trong tim của ông, ký điều ước nô lệ thần hồn. Rõ, cơ thể già nua của Hàn Bát chỉ run rẩy. Điều ước nô lệ, đó là điều ước thần hồn còn khắc nghiệt hơn cả điều ước chủ nô. Nhưng ông ta không dám chậm trễ, ép ra một giọt máu. Diệp Bắc Minh thi triển huyết hồn chú, ký điều ước nô lệ với Hàn Bát chỉ. Lúc này, trên trái tim của Hàn Bát chỉ có thêm một chữ, Diệp, màu máu. Ông ta biết, bắt đầu từ bây giờ, cái mạng của ông ta nằm trong một ý nghĩ của thanh niên trẻ trước mặt này. Chỉ cần một ý nghĩ của Diệp Bắc Minh, trái tim của ông ta sẽ lập tức nổ tung. Nghĩ đến đây, Hàn Bát chỉ cung kính hỏi, đại nhân, cậu có dặn dò gì không? Diệp Bắc Minh lên tiếng, ông lui xuống trước đi, chốc nữa tôi sẽ liên lạc với ông. Chuyện ở đây, tạm thời giấu kín. Còn che giấu bằng cách nào, tự ông nghĩ cách. Rõ. Hàn Bát chỉ quay người định bỏ đi, lại không kìm được quay đầu, đại nhân, cậu liên lạc với tôi bằng cách nào? Tôi tự có cách. Được. Hàn Bát chỉ sợ hãi run rẩy bỏ đi. Giọng của Long Đế vang lên, Diệp Bắc Minh, cậu học được gì rồi phải không? Diệp Bắc Minh trả lời, đúng là đã học được, trận chiến này trông có vẻ đơn giản. Nhưng mỗi lần cậu ra tay, đều là lựa chọn tốt nhất. Trong đầu tôi đã tính toán, nếu ra tay bằng cách khác, chắc chắn sẽ phí nhiều sức lực hơn. Ha ha ha! Long Đế cười lớn, nhu tử đã dậy, thiên phú tu võ của cậu đúng là khủng bố. Một trận chiến đấu, lại có thể lĩnh ngộ nhiều điều như vậy. Cậu thực sự không xem xét bái tôi làm sư phụ sao? Tôi có thể truyền thụ tất cả kinh nghiệm chiến đấu của tôi cho cậu. Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu, không cần đâu. Được thôi, tôi không ép cậu. Long Đế đáp lại một câu. Bù! Tất cả huyết khí bốn phương tám hướng lập tức bay ra. Hóa thành năm con huyết rồng, chui vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh. Xuất hiện trong tháp càn khôn chấn ngục. Tàn hồn của Long Đế càng rắn chắc. Liền sau đó, chút tàn hồn đó lại hóa thành một phần mộ màu máu. Đứng ở giữa phía sau tháp càn khôn chấn ngục. Diệp Bắc Minh ngẩn người, đó là cái gì? Tháp càn khôn chấn ngục lên tiếng đây là tượng đài định hình linh hồn, ông ta muốn tạo lại linh hồn. Long Đế cười nói, vẫn là tháp càn khôn chấn ngục hiểu tôi, đúng thế, đúng là tôi muốn tạo lại linh hồn. Linh hồn này bị tổn hại quá nghiêm trọng rồi. Chỉ có tạo lại linh hồn bằng tượng đài định hình linh hồn, tôi mới có thể sống lại. Hút thêm máu tươi của mấy vạn võ thần, chắc tôi có thể sống lại rồi. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, mấy vạn võ thần, ông đúng là dám nghĩ đấy. Anh không nhiều lời với Long Đế nữa. Thu thập 5 chiếc nhẫn chữ vật lại. Về đến trước mặt đám người nhà họ Diệp. Ánh mắt mọi người nhìn anh đều lóe lên giống như nhìn một bảo vật kinh thiên. Diệp Thanh Dương chạy đến, vỗ mạnh lên vai Diệp Bắc Minh, cháu ngoại thật lợi hại. Cậu nhìn mà máu nóng sôi sục, từ lúc nào nhà họ Diệp có nhân vật lợi hại như này? Diệp Uyển Thu vội vàng nói, bố, ở trước mặt con cháu, bố chú ý một chút, ăn nói gì mà như lang hổ. Diệp Bắc Minh mỉm cười, cậu à, cháu giải độc cho mọi người trước đã. Một tiếng sau, giải độc xong, khuôn mặt già của Diệp Nam Thiên dao động, ánh mắt lóe lên. Mới nghiêm trọng lên tiếng, Minh Nhi, con đi theo ông có chuyện muốn nói với con. Được, anh đi theo sau Diệp Nam Thiên. Đến một căn mật thất. Diệp Nam Thiên dừng lại, nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt phức tạp. Phải 10 phút trôi qua. Giọng của Diệp Nam Thiên vang lên, Minh Nhi, con thực sự là chúa cứu thế của nhà họ Diệp. Là người mà tổ tiên nhà họ Diệp chúng ta nói sao? Diệp Bắc Minh nghi hoặc tổ tiên nhà họ Diệp. Chúa cứu thế. Ông ngoại, ông có ý gì? Sắc mặt Diệp Nam Thiên nghiêm trọng, kéo Diệp Bắc Minh đi vào sâu trong mật thất. Xuyên qua một thông đạo mấy trăm mét. Cuối cùng, đến nơi sâu nhất dưới lòng đất nhà họ Diệp. Nơi này là một quảng trường dưới lòng đất, được cải tạo từ một động huyệt tự nhiên khổng lồ. To bằng một sân bóng đá quốc tế tiêu chuẩn. Ở vị trí trung tâm quảng trường, một bức tượng điêu khắc màu đen lặng im đứng ở đó.
giống như bức tượng nữ thần tự do. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh nhìn thấy bức tượng màu đen đó, đồng tử bỗng co lại, ông ngoại, đây chẳng phải là con sao? Tại sao tượng điêu khắc của con lại ở đây? Bức tượng này, lại trông khá giống với Diệp Bắc Minh. Không đúng. Không phải là khá giống. Mà là giống y hệt. Ánh mắt, thần thái, thậm chí là vẻ mặt. Giống y hệt. Diệp Nam Thiên nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, Minh Nhi, đây không phải là tượng điêu khắc con. Đây là bức tượng Chúa Cứu Thế cứu nhà họ Diệp mà tổ tiên nhà họ Diệp điêu tặc theo lời dự đoán. Diệp Bắc Minh cau mày, Chúa Cứu Thế cứu nhà họ Diệp. Diệp Nam Thiên gật đầu, đúng thế, sau khi tổ tiên nhà họ Diệp đến đây, xây dựng nhà họ Diệp ở đây, và dựng nên bức tượng này. Cũng chính vị tổ tiên này, đã mang Long Đế Quyết về cho nhà họ Diệp. Đồng thời, ông ấy để lại một câu, tương lai nếu có một người giống y hệt bức tượng này. Thì cậu ta chính là gia chủ nhà họ Diệp kế nhiệm. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh dao động. Không nói gì. Diệp Nam Thiên nói tiếp, vốn dĩ, khi mẹ của con lớn lên, càng ngày càng giống bức tượng này. Cũng thể hiện ra thiên phú võ đạo kinh người, ông còn cho rằng Thanh Lam chính là Chúa Cứu Thế của nhà họ Diệp. Nhưng dù sao Thanh Lam cũng là con gái, không phải là đàn ông như tổ tiên nói. Ông ta dừng một chút. Ánh mắt nóng rực nhìn Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, ông ngoại nằm mơ cũng không ngờ, con lại là Chúa Cứu Thế của nhà họ Diệp. Ông ta hít thở gấp, vẻ mặt kích động nhìn Diệp Bắc Minh, con có biết, lúc ông nhìn thấy con, ông vui mừng thế nào không? Cuối cùng nhà họ Diệp khởi dậy rồi. Cuối cùng nhà họ Diệp không cần trốn nữa rồi. Cuối cùng nhà họ Diệp có thể nở mày nở mặt rồi. Diệp Nam Thiên hưng phấn hô lớn. Giọng nói kích động vang vọng khắp quảng trường khổng lồ. Diệp Bắc Minh nhìn Diệp Nam Thiên, ông ngoại, ông vừa nói sau khi tổ tiên nhà họ Diệp đến đây, đã xây dựng nhà họ Diệp. Câu này có ý gì, chẳng lẽ nhà họ Diệp không phải là cư dân vốn sống ở Côn Luân hư sao? Khuôn mặt già của Diệp Nam Thiên nóng bừng, vui mừng cười nói, Minh Nhi, con rất thông minh. Ông ngoại chỉ tiết lộ một thông tin như vậy, con đã đoán được rồi. Đúng thế, khởi nguồn của nhà họ Diệp, đúng là không ở nơi này, mà ở Hoàng Triều Đại Chu. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm Diệp Nam Thiên. Trong lòng dao động, không biết đang nghĩ điều gì. Một lát sau, Diệp Bắc Minh mới hỏi, ông ngoại, rốt cuộc là có chuyện gì? Sắc mặt Diệp Nam Thiên hơi sầm xuống, trở nên vô cùng nghiêm trọng, Minh Nhi, ông ngoại có thể nói với con, nhưng con tuyệt đối không được nói ra ngoài. Bởi vì chuyện này, thực sự liên quan đến sự tồn vong của cả nhà họ Diệp. Có khả năng hôm nay con tiết lộ ra ngoài, ngày mai, nhà họ Diệp chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn thân. Ông ngoại không nói đùa, cũng không dọa con. Cho dù bây giờ con có thể chém giết võ thần, trước mặt họ, cũng nhỏ bé giống như con kiến thôi. Diệp Bắc Minh nhớn mày, trong ánh mắt lóe lên vẻ băng lạnh, bọn họ. Bọn họ là ai? Diệp Nam Thiên nghiêm trọng trả lời, Hoàng thất Đại Chu. Ồ! Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Đôi mắt Diệp Nam Thiên đỏ bừng. Nhà họ Diệp vốn là quý tộc của Hoàng Triều Đại Chu, dưới một người, trên vạn người. Tổ tiên nhà họ Diệp nắm trong tay binh quyền của Hoàng Triều Đại Chu. Mở mang bờ cõi cho Hoàng Triều Đại Chu, lập chiến công hiển hách. Nhưng sau này Hoàng thất nghi kỵ, huyết mạch nhà họ Diệp gần như bị giết hết sạch chỉ trong một đêm. Chỉ có tổ tiên và số ít người thoát ra khỏi vòng bao vây của Hoàng Triều Đại Chu, đến nơi này kéo dài hơi tàn. Diệp Bắc Minh gật đầu. Trong lòng không có quá nhiều cảm xúc. Anh không biết rõ tình hình cụ thể, cũng sẽ không vì mấy lời của ông ngoại mà thề phải đối địch với Hoàng Triều Đại Chu. Anh coi như nghe một câu chuyện là được. Nhiệm vụ đầu tiên, vẫn là tìm được tung tích của mẹ. Ông ngoại, mẹ của con thì sao? Diệp Bắc Minh hỏi, sau này bà ấy đi đâu? Ây! Thấy Diệp Bắc Minh không có hứng thú lắm với lai lịch của nhà họ Diệp, ông ta thở dài một tiếng. Chỉ có thể sau này rồi tính vậy. Diệp Bắc Minh vừa trở về nhà họ Diệp, bảo anh phải nhìn nhận theo góc độ của nhà họ Diệp, đúng là làm khó người ta. Bèn nói, sau khi Thanh Lam sinh con, lại lén quay về nhà họ Diệp một lần. Sau khi để lại bức thư đó liền biến mất. Ông ngoại đoán, có lẽ Thanh Lam đi về Hoàng Triều Đại Chu, tìm bố của con. Diệp Bắc Minh vội hỏi, ông biết thông tin của bố con không? Diệp Nam Thiên lắc đầu, mẹ của con không nói, bố của con gần như là một câu đố.
cho dù ông truy hỏi nhiều lần, mẹ con cũng không tiết lộ một chữ. Nhưng xét từ biểu hiện của mẹ con, bố của con không phải là một nhân vật đơn giản. Diệp Bắc Minh hơi suy ngẫm, khẽ gật đầu, rồi lại nói chuyện vài câu, ông ngoại, sau này nhà họ Diệp định làm thế nào? Diệp Bắc Minh mỉm cười, Minh Nhi, thực lực của con khủng bố như vậy, đương nhiên con sẽ kế nhiệm gia chủ nhà họ Diệp. Ông tin chuyện này là nguyện vọng chung của mọi người, sẽ không ai có ý kiến. Diệp Bắc Minh trầm mặc, suy nghĩ một lát sau. Lắc đầu, ông ngoại, con không thích hợp làm gia chủ nhà họ Diệp. Ồ, con không muốn. Diệp Nam Thiên hơi lúng túng, Minh Nhi, ông biết với thực lực của con, bây giờ chắc chắn sẽ không nhìn đến nhà họ Diệp. Nhưng, Diệp Bắc Minh lắc đầu, trực tiếp ngắt lời của Diệp Nam Thiên, ông ngoại, con không có ý đó. Thứ nhất, hiện giờ con còn có việc phải làm, có lẽ sẽ có xung đột với rất nhiều thế lực. Con làm gia chủ nhà họ Diệp, chưa chắc đã là chuyện tốt với nhà họ Diệp. Có lẽ, còn mang đến họa sát thân cho nhà họ Diệp. Thứ hai, thực lực hiện giờ của con, trên thực tế cũng chỉ là võ tôn sơ kỳ. Có thể giết được võ thần, hoàn toàn dựa vào một vài thủ đoạn đặc biệt. Thứ ba, nếu xác định mẹ con thực sự đến Hoàng Triều Đại Chu, sớm muộn con cũng phải đến Hoàng Triều Đại Chu một chuyến. Gia chủ nhà họ Diệp phải tỏa trấn ở nhà họ Diệp, chứ không phải chạy khắp nơi. Diệp Nam Thiên bất lực cười khổ, con nói đều đúng, nhưng ngoại trừ con ra, ai có thể kế nhiệm gia chủ nhà họ Diệp đây? Diệp Bắc Minh cười, cậu cũng rất được. Ấy, cậu của con không được. Diệp Nam Thiên lắc đầu, Thanh Dương chỉ làm theo ý mình, hơn nữa còn rất thẳng tính. Nó làm gia chủ nhà họ Diệp, không phải là chuyện tốt với nhà họ Diệp. Thôi, chuyện này sau này rồi tính. Diệp Nam Thiên trực tiếp chuyển chủ đề. Ông ta không muốn khiến Diệp Bắc Minh thấy phản cảm. Ông ta cũng nhìn ra, Diệp Bắc Minh không có quá nhiều cảm giác trở về với nhà họ Diệp. Cũng không trách được Diệp Bắc Minh. Dù sao, ngay từ đầu người ta đã không vui vẻ gì với nhà họ Diệp. Sau này tháo bỏ được hiểu lầm, lại bảo người ta trực tiếp quay ngoắt 180 độ, vui vẻ với nhà họ Diệp cũng không thể nào. Bỗng nhiên, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, trong bức tượng này có bảo bối. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt nhìn sang bức tượng, bảo bối. Là cái gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, tôi cũng không nhìn ra. Thứ đó bị một tầng năng lượng ngăn che, nhưng không thể phủ định, nó khá nghịch thiên. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm bức tượng. Diệp Nam Thiên thấy kỳ lạ hỏi, Minh Nhi, con nhìn cái gì thế? Ông ngoại, con có thể hủy bức tượng này không? Diệp Bắc Minh hỏi. Diệp Nam Thiên hơi do dự. Nhưng vẫn gật đầu, tùy con, dù sao bức tượng này chỉ tạc theo lời dự đoán. Nó giống con y hệt, nó chính là con chính là nó. Nếu con muốn hủy nó thì hủy đi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Cổ tay giơ lên. Kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay. Chém ra một đường. Hay! Một đường kiếm khí giáng xuống, bức tượng ầm ầm sập đổ. Hóa thành vô số mảnh nham thạch rơi xuống, khói bụi mù trời. Đợi khi khói bụi tiêu tan, một chiếc hộp bằng kim loại xuất hiện trước mắt. Diệp Nam Thiên sợ giật mình, đây là cái gì? Diệp Bắc Minh hỏi, tổ tiên nhà họ Diệp có từng nhắc đến không? Diệp Nam Thiên thộn mặt, không có, chưa từng nói đến. Không nhìn ra được chiếc hộp này làm từ kim loại gì. Nhưng, cầm trong tay vô cùng nặng. Tìm một vòng, lại không phát hiện ra mắt khóa. Diệp Bắc Minh quyết đoán giơ tay, chém kiếm Đoạn Long xuống. Chiếc hộp kim loại bị chém đôi như đậu phụ. Một luồng khí tức cường mạnh ập đến, chỉ thấy trong chiếc hộp có một khối thủy tinh. Ở khu vực chính giữa khối thủy tinh, lại có một giọt máu tươi tỏa ra khí tức khủng bố. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.